Oh, trời ơi mới sáng giờ thấy cái mặt tức giận rồi, mặt anh nào tức giận nhờ mặt anh nào tức giận ở kênh Facebook nhờ. Cho bay màu luôn ơi, kiếm mặt Nguyễn Thị Hào Phương kìa. Kiếm cái to nó xong rồi cho nó bay màu luôn ơi. Ừ. Nhấn nhầm chạy nha. Uh, tìm mẹ admin nhấn nhầm chạy nha. các bạn biết hồi xưa thời kỳ đầu á nhìn thấy tội nghiệp lắm nhi mỗi lần mà như block ai cái gì cảm thấy hình như là mình mình không cho người ta cơ hội để học tập đùa. cái xong rồi cái xong rồi theo thời gian á mình cảm thấy là không đâu mình đang giúp họ mình đang giúp họ đi tìm thầy đúng sớm hơn giờ chứ mình giữ họ lại đôi khi mình vô tình mình lại là một sự ích kỷ á tại vì mình ích kỷ mình giữ họ cho mình á để cho họ phải bận lòng vì mình cũng là một cái sự ích kỷ đó các bạn. Cho nên là nhi đến một cái cảnh giới mà nhi đỉnh cao rồi, nhi muốn nói với các bạn luôn là ai mà vô coi kênh á mà cảm thấy ngay lập tức mà nhi đem lại cho họ cái bùng bực với tức giận á, nhi giúp họ liền. Các bạn biết điều cuối cùng, điều cuối cùng mình muốn trên thế giới này các bạn đó là thêm nhiều người tất giận các bạn có đồng ý không? Mình ra đường mình đi chợ chẳng hạn mình mua cá mình cũng thích cơ cô bán cá mà nở một nụ cười thiệt là tươi. Mình không thích một cô bán cá mà mới sáng vô ừm, chửi chồng rồi xong mình bị liên lụy hoặc là đi uống cà phê cũng rứa mình muốn mua cà phê ở cái chị mà ừm, chịu ăn mặc mát mẻ, miệng cười tươi như hoa, ừm, có mông có dú, ừm, có tính cách có tóc tai mượt mà da mơn mởn chứ mình không thích đi uống cà phê mà cái chị bán cà phê mới sáng ra mà mới uống cái chi không không hề không hề dễ thương chút nào cho nên đối với ngay là những cái bạn mà đi vô mà chỉ cần thả comment hay là cảm thấy cuộc đời của bạn thiệt là u ức khi coi kênh nhi thì nhi muốn làm việc uh, giúp cho bạn bằng cách là như dẹp như dẹp mặt nhi ra khỏi cuộc đời bạn luôn ok các bạn thấy như dễ thương không? Dễ thương không? Thấy như dễ thương, nhấn like, share, subscribe đi. Nhấn like, share, subscribe. Những người mà thấy mới sáng vô kênh Nhi Lê mà Nhi Lê dễ thương thì nhấn like, share, subscribe đi. Ừ. Chào những các bạn đã coi kênh Nhi rất là lâu rồi. Còn những các bạn đây là lần đầu coi kênh Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Youtube Nhi Lê. À, đến với kênh Nhi Lê ở trên mọi nền tảng. Tại nó có chữ phải nói mấy cái chữ của những cái platform khác nhau nó ban với cha luôn cho nên là không được nên giờ chỉ nói là bạn thích Nhi Lê ở platform nào thì qua các platform đó rồi đi hỉ ừ, mấy cái con ai nó quỷ quái lắm cái miệng của Nhi giờ như nói cái gì nó cũng dịch ra được nó dịch ra được xong là hả nó 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 nó, không có vui nó mà nhi mà đang like bên này mà nhảy qua platform kia là nó ban 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 nó tắt like như miết à Xin chào mọi người Như biết là giờ này live cho mọi người ở Việt Nam thì rất là sớm Nhưng mà Như cũng biết là các bạn coi lại vào buổi tối Cho nên là không sao Còn những các bạn đang được coi live trực tiếp của Nhi thì càng tốt Tại vì các bạn được đặt câu hỏi với lại tương tác trực tiếp với Nhi thì dễ hơn Ok Ok à, mới coi live hôm qua xong đang sướng cái giờ được coi tí hả thì như like theo ngày thôi ngày nào như có thời gian là như like với mấy bạn các bạn cũng tranh thủ đi tại vì mấy tháng có sắp tới như cũng lịch của như lại kính tiếp là như lại uh, mất tâm mất tích tiếp đó <laughs> không phải là muốn là mất tâm mất tích được đâu ôi chưa kịp trả đời câu kia mà vô câu này luôn câu này luôn có mấy bạn hỏi là vàng việt nam lên giá là vì đầu nếu như bạn muốn hiểu về kinh tế mình nếu như bạn muốn hiểu về lạm phát bạn muốn hiểu về mất giá đồng tiền bạn muốn hiểu về tất cả mọi à, đất nước trên thế giới này đều liên kết chặt chẽ với nhau bạn muốn hiểu về dầu khí đốt xăng và tất cả những cái gì liên quan đến tài chính bạn có thể đi vô trực tiếp trong lớp để mà như dạy cho bạn hoặc là bạn có thể đi kiếm lại những cái video mà Nhi đã nói tóm tắt sơ sơ về kinh tế là gì lạm phát là gì rồi à, tại sao mà bạn phải học mấy cái này để bạn có thể sống qua được còn giờ mà bạn hỏi Nhi khơi khơi vậy một câu Nhi không thể trả lời cho bạn được giống như chuyện Nhi hỏi bạn hỏi những câu vậy nè chị ơi cái trái cam nó đến từ đâu thì nó đến từ cây cam đó nhưng mà bạn có biết cây cam nó đến từ đâu không rồi bạn có biết là để trồng được một cái cam nó như thế nào không rồi bạn có biết là cái hạt giống như thế nào thì ra được cái cây cam nó không rồi đất như thế nào nước như thế nào chất dinh dưỡng như thế nào thì cũng tương tự như vậy nhưng không thích trả lời cho bạn dạ cái cam trái cam đến từ cái cam sao mày bơm vậy nhưng không trả lời như vậy được bạn mà muốn hiểu tận sâu gốc rễ tại sao giá vàng nó lại lên tại sao nền kinh tế nó lại bị ảnh hưởng thì bạn phải học tử tế mà học tử tế học đường hoàng để mà phân tích ra một cái cam á À, nó đến từ đâu xuất xứ từ đâu Rồi nó du lịch bao nhiêu đất nước Để nó về được Việt Nam Rồi tại sao cái trái nó ngọt Rồi tại sao cái trái nó chua Tại sao cái trái có hột không có hột Tất cả những cái đó Phải ngồi xuống và học với nhau đó bạn okay. Dễ lắm em trả tiền đi gặp bác sĩ tâm lý Ngồi nói chuyện với họ một trong những cái mà bác sĩ tâm lý chắc chắn giúp được em đó là họ nói được cho em vấn đề của em. Họ có thể không giải quyết được vấn đề cho em nhưng nếu như em có đủ tiền để em gặp được bác sĩ tâm lý và họ ngồi để họ phân tích cho em hiểu và em chịu mở lòng lắng nghe bởi vì em đã bỏ tiền rồi thì chị nghĩ em lắng nghe. Thì cái xác suất em biết được em có vấn đề gì là rất là cao. Nhưng mà một trong những cái vấn đề nữa khi mà em đi gặp bác sĩ tâm lý hay là em đi gặp cố sai là em đi gặp những cái người mà có kiến thức hơn mình á khi mà họ nói cho em nghe một cái gì á thường em hay bị vô cái tình thế chị gọi là denial denial tức là một cái diễn thể của việc không chấp nhận được sự thật nó giống như chuyện mà già em có ai mà đột ngột qua đời em cũng diễn biến thể như vậy đó là không chấp nhận được sự thật sau đó em buồn sau đó em tức giận tại sao người ta lại bỏ em đi khỏi thế giới này chẳng hạn sau đó em lại đi vô cái tiếc thương rồi em đi vô cái trái tim tan vỡ rồi em mới ngồi lên được và tất cả con người đều như vậy khi mà em đi gặp và em đi học đó lý do tại sao học nó là một chuyện cả đời em phải đi vô những cái hành trình đó để cho em nhận thức được à trong quá khứ mình là một con người như vậy trong quá khứ mình từng trải ra qua những cái chuyện như vậy và nhi là một người cực kỳ không đồng ý với những người mà đi lên nói là chỉ có những người yếu đuối và kém cỏi mới đi học và tìm therapy hay là coach hay là mentor để giúp đỡ mình tại vì đối với nhi đó là những người cực kỳ dũng cảm bạn phải rất dũng cảm thì bạn mới đi ngược lại với đám đông bạn mới không có để cho cái bọn rùi bô kiến đậu và tào lao và cuộc đời của tụi nó cũng như một cái đóng cất thống trị bạn bằng cái ngôn ngữ tào lao xịt bợp của tụi nó và như khẳng định một lần nữa luôn tất cả mọi người trên đời này đều có rác trong người hết bạn muốn dọn rác hay không đó là chuyện của bạn nhưng mà không một ai trên thế giới này không có rác hết thậm chí ngay cả con gái của như dù nó có đẻ ra trong một cái gia đình mà mẹ nó hiểu về tâm lý học mẹ nó có thể giúp nó mỗi ngày không đồng nghĩa với việc con nhi không có rác trong người nó ok bởi vì sao như nói câu đó bởi vì miễn bé con nhà nhi nó vẫn bước ra đường nó vẫn phải tiếp xúc với những người khác thì chắc chắn nó bị ảnh hưởng từ những cái người xung quanh của nó môi trường của nó ok nó không 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 thể nào mà các bạn biết được cái xác suất mà một người như nhi trên cõi đời này có thể tập trung học và tìm hiểu bản thân mình nó rất là ít và nếu nó ít như vậy thì cái xác suất con nhi nó đâm đầu vô nó gặp đám đông toàn là một cái bọn tàu lao rồi rất nhiều nhưng mà bởi vì như vậy như luôn nhìn theo hướng tích cực chứ ít con nhi nó có một người ở nhà để nó dựa dẫm vô vậy bạn có phải đang là người như vậy hay không chứ không cần biết bạn kết hôn hay chưa kết hôn có gia đình chưa có gia đình có người yêu chưa có gia đình người yêu là cha là mẹ là 10 tuổi là 15 tuổi là 20 tuổi là 50 tuổi là 70 tuổi tất cả chúng ta đều có thể thay đổi khi mà chúng ta sẵn sàng và chúng ta phải muốn thay đổi còn cái chuyện mà hỏi thảo cho vui á thì nhi đã trả lời hết rất nhiều câu hỏi mang tính chất tham khảo cho vui nhưng nhi cũng trả lời rất là chất lượng rồi cho nên trách nhiệm của các bạn là đừng làm biến vô coi hết kênh nhi thôi okay? ái kỷ có phải là ích kỷ không em có thể quay lại hỏi chị câu này sau khi em coi hết 5.000 cái video của chị Giờ làm sao mình có thể quyết đoán và và sự tự tin một sự việc tất cả sự việc này trên thế, tất cả sự việc nào mà em chuẩn bị em mở miệng ra em sẵn sàng để em quyết đoán bảo vệ nó em phải có căn cớ chị không đồng ý với những người mà đi lên nói là tao cho là cái này đúng chỉ bởi vì cái số đông nó nói nó là đúng ví dụ như người Việt Nam mình ai cũng ăn đũa đây chị cho một cái ví dụ như vậy em không thể đi ra và em nói với toàn thể 200 đất nước còn lại trên thế giới là ăn đũa là cái cách ăn duy nhất bởi vì đó là cái cách đúng nhất đúng không thì cái mà mình quay trở lại với sự tự tin với quyết đoán đó là cái sự tự tin và quyết đoán của em nó phải đến từ cơ sở em không có cơ sở gì hết cái cơ sở duy nhất là em có cái miệng với cái đầu đéo có kiến thức sau em mở miệng ra nói thì đó không gọi là cơ sở cho nên để có một để trở thành một con người tự tin thì chị luôn nói đó là conviction Conviction đó là cái thể hiện bạn đã đạt được một thành tựu gì đó Bạn đã áp dụng, bạn đã làm và nó có kết quả Conviction nó cần rất nhiều yếu tố để tạo ra nó cần thời gian nó cần nỗ lực nó cần kiên trì nó cần hành động nó cần học nạp kiến thức liên tục ok liên tục phát triển và conviction nó chỉ đến từ những người mà thực sự chị gọi là work and talk tức là họ làm rồi họ mới chia sẻ họ thực sự đạt được một cái công thức bí mật gì đó họ phá vỡ một cái công thức bí mật gì đó họ kết nối được những cái công thức gì đó với nhau để tạo ra một cái thành tựu của họ thì họ mới gọi là conviction còn đi vô mà tự tin nói à bởi vì tôi học của người này người kia người kia cho nên tôi biết mấy cái này ai cũng có thể nói họ học được từ một ai đó một cái gì đó ok nhưng mà nếu như cái kết quả của họ là họ vẫn đang nằm nhà với ngủ với ba mẹ ngủ trên ghế sofa nhà ba mẹ ăn cơm của má tiền xăng đổ ba cho tiền mấy giặt vẫn là mấy giặt của ba má uh, tiền điện nước nát vẫn là ba má trả thì đối với chị chẳng có conviction gì ở đó hết đó ok chị thà lắng nghe một người mở trọ ở trọ hay họ tự trả tiền nhà của họ ok họ đang nghèo họ đang khổ nhưng họ đang trên con đường họ thành công á chị ngưỡng mộ mấy người đó hơn là mấy đứa trải trâu mở nhà tất cả mọi thứ là ba má lo xong mở miệng ra nói là tự tin tao đéo có tình tại vì mấy đứa đó đối với chị chị gọi là nó như là cái bông hoa mà sáng nở tối tàn vậy đó Ok. chị nghe rất là nhiều chuyện của những cái bạn mà thời bây giờ chị mới nghe thôi chứ từ cái lứa của chị cái chuyện đó hiếm lắm tại lứa của chị làm gì có gì nhiều con nhà giàu như vậy rất là nhiều bạn là cha mẹ họ làm ăn có được một thời làm ăn kiếm rất là nhiều tiền đó là thầy kể cho chị nghe sau lưng chùa thôi đó mà thầy muốn nhắc cho chị một bài học là đôi khi con không giúp tài chính gia đình nhà con lại là một sự giúp đỡ tại vì nếu con giúp tài chính cho họ quá nhiều ông bảo bọc họ ông chăm lo cho họ quá nhiều vô tình con làm cho họ bị thụ động và họ không làm ăn và họ không phát triển cho bản thân của họ và đến khi con đột, đột ngột chết thì nói chung là cái nhà này họ làm ăn ra có tiền đó xong rồi người người cha bị đi tù đột ngột cho nên là đứa con hai ba đứa con đang ở cái tầng gọi là trường quốc tế đi về giờ thậm chí còn không có tiền đóng tiền học thậm chí còn không có đồ ăn luôn tại vì người mẹ vô dụng người mẹ sáng tối chỉ đợi người cha đem tiền về đúng không thì khi biến cố đến thì sao thì con của họ là người chịu ok ở dẫn đến những đứa trẻ đó còn muốn tự sát nữa. Cho nên cái mà Nhi muốn nói cho các bạn đó là sự tự tin của bạn nó phải đến từ năng lực của bạn. Conviction nó đòi hỏi một kết nối và tổng hợp của rất nhiều thứ để tạo ra bạn. Ok. <laughs> chị nói thẳng luôn là cả nhà em ai cũng phải đi học ở đó ok còn nếu như cả nhà em không ai đi học không bước vô lớp vô ít nay để cho thầy dọn dẹp rác trong người á em mãi mãi là như vậy em với ba má em với con cái em với cháu chắc em tất cả mọi người luôn xá xác nhau bởi những cái câu nhảm nhảm nhí bởi vì các bạn không biết vấn đề của các bạn các bạn luôn đi ra và chỉ tay cho người khác và đổ lỗi và ba chấm ok như nghĩ như nói miếng cái khúc này nó là một trong những cái các bạn có thể nghĩ là chị có thể đừng lại nhảy cái khúc đó được nữa không ok thì như sẽ đi dạy cái khác nhưng mà như cũng nói luôn á cái việc mà bạn lên lấy để thang gia đình mình có chuyện này chuyện kia trong khi thật ra thật tâm các bạn chẳng hề muốn thay đổi như thiệt tối hôm qua như nằm như bắt tay lên tráng như nghĩ sau khi như làm xong có video ai hôm qua để như nghĩ hình như mình cái 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 ông trời ông đã ra mình rảnh háng nhưng mà chắc ông trời ông cũng nhắc mình là rảnh háng bao nhiêu là đủ tại vì mình đang lo lắng cho mọi người mặc dù họ chẳng biết tại sao mình lo lắng như vậy nhưng mà mình lại lo lắng cho mọi người mình quan tâm đến mọi người mình chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người mình dạy mình dạy cho mọi người bởi vì mình hiểu được cái sự tàn khốc và cái sự khốc liệt của cái việc mà dân trí thấp rồi không có việc làm rồi nó tạo ra nhiều tệ nạn trong cái xã hội và mình muốn góp phần vô cái điều đó bằng cách là mình làm cái điều mà mình hiện tại là cái điều mà mình làm tốt nhất Đây là cái điều hiện tại như làm tốt nhất như nói với bạn một ngày như nằm liệt giường như ở trên giường nhi có muốn dạy các bạn cũng được hay là nhi bị bệnh triền miên hay là nhi đi đổ bệnh hay nhi đi gặp ông bà nhi sớm chẳng hạn nếu không có cho các bạn lại được nữa cho nên như làm cái điều mà ngay tại thời điểm này như nghĩ đây là cái thứ như biết nhiều nhất và tốt nhất ok thì cái mà hôm qua như nằm như như vắt tay anh tráng như nghĩ và sáng nay như vừa thức dậy như thiền như thấy một cái điều như nhận ra rõ ràng lắm đó là như không nên vội vàng và nóng nảy và và push mọi người học nữa như tiếp tục bình tĩnh và trả lời những cái câu hỏi bình thường và đối với như nó là nhảm nhí nhưng mà như vẫn trả lời với các bạn bởi vì dân trí Việt Nam mình tới đó thì như chỉ có thể cho các bạn tới đó thôi như chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn để dắt các bạn đi lên thôi tại vì điểm nhi mà bắt các bạn xuyên như nhi ngày học 7 tám tiếng đồng hồ xong rồi còn đi làm còn nuôi con nữa các bạn đâu các bạn đâu có các bạn đâu có nhu cầu đó đâu bây giờ các bạn muốn đồ ăn sẵn như còn nhớ có mấy chị khách hàng đến với nhi mà nói ờ, chị muốn xây thương hiệu cá nhân em bày cho chị trả tiền học cái xong như nói dạ chị tốn 2 đến 3 năm không giờ chị em biểu bao nhiêu tiền gì cũng đưa hết đó em làm sao mà tháng sau hay hai tháng nữa công ty chị lên đi cho kịp không vậy hai ba năm họ đi thôi Ờ à, như không nhận những loại khách hàng mà không hiểu tiếng việt hay là không hiểu là như đang nói cái gì các bạn dốt quá lâu các bạn đến mà các bạn bắt nhi chịu trách nhiệm cho cái sự dốt của bạn bằng cách là tao có tiền nè cho nên là tao có thể uh, mua bất cứ cái thứ gì tao muốn và chính là cái đó cho nên hôm nay khi mà tim gửi cho nhi cái câu là mentor với các coach khác nhau cái gì á như sẽ cho các bạn biết cái sự khác biệt giữa mentor với coach, ok đầu tiên á, coach á, là những người á họ cho bạn những cái mà như gọi là kiến thức, ok kiến thức thì hồi xưa bạn phải đi kiếm coach để mà họ bày cho bạn, tại vì á, coach họ học ví dụ họ học qua trường lớp họ học qua trường đại học hay họ học qua những chuyên gia kiến thức nền những kiến thức cơ bản bạn cần phải biết rồi coach cũng cho bạn cái lời khuyên, ok họ cũng cho bạn sự feedback hay ví dụ như mỗi lần mà bạn đi về sau mỗi cái buổi mà coaching với lại therapy họ sẽ cho bạn exercise như còn gọi là bài tập bài tập này thì bạn cũng phải làm thôi cố không có làm cho bạn đâu. Okay. rồi bạn làm rồi bạn về rồi bạn với coach lại nói chuyện với nhau để phân tích là tại sao bạn làm như vậy để rồi để cho bạn lời khuyên để cho bạn cái cách làm tốt hơn lần sau rồi bạn lại về nhà và bạn lại làm bài tập tiếp, ok, ok, thì sau đó sau khi làm bài tập xong, ok, thì coach lại quay trở lại và cho bạn một cái bài nâng cao hơn Okay, lại bạn lại là nâng cao hơn rồi bạn lại về làm sai làm lại ok sau khi bạn làm sai làm lại xong á thì bạn lại đi đến tiếp để coach nói chuyện cho bạn tiếp và phân tích cho bạn tiếp giờ cho đến khi mà bạn có thể tự đi học kiến thức cho đến khi bạn có thể tự tìm kiến thức bạn tự cho bản thân mình được lời khuyên ok bạn tự biết kiếm bài tập để tập cho mình tự nâng cao tự làm sai tự làm lại và tự đi tìm kiến thức tiếp cho đến khi cái vòng lập này á nó được bạn là người làm được á thì cái người coach không còn hữu dụng với bạn nữa Ok, đó là lý do tại sao hồi xưa như đi học rất là nhiều đến một cái tầng mà thầy của nhi hay còn gọi là mentor của nhi nói là mày đã đủ rồi mày dư làm coach người khác rồi, mày không cần học làm coach nữa. Bây giờ mày phải học làm mentor, mày học làm làm mentor rồi mày còn phải học làm leader, tạo ra leader. Thì cái mà như đang theo cái lộ trình của thầy như đó là làm sao để chị train người khác trở thành một cái leader giống như chị hoặc là hơn chị, hoặc là xuất sắc hơn chị, hoặc là tìm cái điểm sáng của họ để trở thành một cái leader. Ok, đó là cái cách mà chị đang được học trong những năm vừa qua và học làm mentor nó khó hơn nhiều so với học làm coach coach rất dễ coach tất cả tụi em ai cũng có thể học hết em đăng ký một cái khóa gì đó em certificate cái hoặc là em vô trường nào đó em học hai ba năm em ra em có cái bằng à. nhưng mà cái kỹ năng của em để nói chuyện với khách hàng của em khi em là coach hay không là một lại là một cái khác em mà tự bỏ em là coach xong rồi hả em không có giao tiếp được với khách em không nói được với khách những cái thứ kiến thức mà khách cần cũng rất là khó rồi vậy nếu như đây là coach vậy mentor nó là cái gì cái mentor là một trong những cái mà chị thấy nó khác hoàn toàn ở khía cạnh nhiều người người ta không hề biết thậm chí người Việt Nam mình chỉ nghĩ nhiều người cũng chẳng có biết là mentor thiệt ra là gì nữa chị gọi đây là bậc thầy giờ yeah. đầu tiên mentor họ không có cho em kiến thức luôn em nói chị ngay thầy không cho chị kiến thức chị học chị như vậy nhưng mà thầy cho chị cái định hướng, cái okay. chị gọi gọi là định hướng để đi tới cái nguồn đó để tự kiếm kiến thức rồi chị rồi mentor là cái gì nữa mentor là cái người không bao giờ và cả cuộc đời qua em em sẽ không bao giờ thấy họ chăm sóc em như cha mẹ em ok nhưng mà họ lại chính là những cái người là họ lại chính là những cái người bên em về mặt cảm xúc á khi em sụp đổ hoặc là khi em thất bại rồi chị nói cho em nghe đây là một trong những cái rất là quan trọng em phải nhìn nhận những cái mà em được ở với mentor của em khi em bất lực khi em té xuống khi em làm sai khi em không có ai trên thế giới này hiểu em hết khi tất cả mọi người ngoài kia chào đạp em thì cái người mentor này là cái người duy nhất họ sẽ ở đó để tâm sự với em về mặt cảm xúc về mặt tâm hồn ok họ sẽ cho em biết được là đó là điều bình thường và tao từng trải qua như vậy đối với tụi em đó là những cái ủa mình tại sao mình lại cần cái đó em làm rồi những người càng làm lớn càng làm cao đây là cái họ thiếu họ có rất là nhiều người họ có thể đi về nhà họ có thể gặp vợ họ gặp con họ gặp cha mẹ họ gặp ông bà cô gì chú bác nhưng mà tất cả những người đó không bao giờ có đủ khả năng để gánh vác cái trách nhiệm mà là chỗ dựa cảm xúc cho những người mà làm lớn những người càng làm lớn họ cần ngồi với những người lớn ngang hàng với họ bởi vì chỉ có những người như vậy mà thấu hiểu cái nỗi đau với nỗi khổ của họ chị nói ví dụ ngày mai nếu cho em được ngồi với Bill Gates mà Bill Gates buồn em nghĩ Bill Gates tâm sự với em hả và nếu như câu trả lời của em là không Cho chị hỏi tại sao Tại vì chính em cũng hiểu được Giờ ông có tâm sự em cũng đéo hiểu ông nói gì hết đó. Tại vì em đâu phải là Ông đâu em hiểu được là Làm tỷ phú có nỗi khổ gì Tại vì em sẽ mỉa mai ngay lập tức vô mặt Của họ là mẹ mày làm tỷ phú mà mày than Mày than thì mày đưa đây cho tao Đó không phải là lời khuyên Đó cũng không phải là sự Kế bên là chăm sóc là quan tâm đúng nghĩa tại vì họ đã biết trước những con người tầm thường không bao giờ hiểu được nỗi đau của những người phi thường họ chắc chắn không dành thời gian của em luôn nhưng mà thay vào đó mentor lại là người có thể ngồi và có thể lắng nghe em và hỗ trợ em những cái lúc này mentor cũng là người không bao giờ cho em lời khuyên mặc dù họ biết hết là em có làm sai em chuẩn bị tái hay không ok họ muốn em làm sai bởi vì họ hiểu hơn ai hết làm sai là hành trình bất cứ một cái người giàu có hay thành công nào mà chị biết cho đến thời điểm này ai cũng giống như chị hết đó. họ coi cái chuyện làm sai là một chuyện rất bình thường họ cho nó là một chuyện rất bình thường thậm chí họ còn lấy nó ra để làm dốt họ lấy nó ra để làm hài họ lấy nó ra để giỡn họ lấy nó ra để nghịch đùa mỗi ngày đối với tụi chị mà kể chuyện mà mình làm sai trong quá khứ xong rồi nghịch với lại giỡn với nhau đó là một chuyện rất bình thường ok tụi chị không lấy cái sai ra là xấu hổ là ngại là như những người bình thường khác và chị không hiểu tại sao chúng ta lên án cái chuyện làm sai tụi em thấy một đứa trẻ nó té xuống tụi em nó hết tự nhiên mày nít mày té nhưng mà người lớn thì lại khác người lớn thì lại khác tiếng anh mày không hay giọng mày không hay mày nói vậy là sai rồi ba chấm ok cho đến khi tụi em bình thường hóa cái chuyện làm sai và em sợ cái chuyện chia sẻ em làm sai là cái chuyện rất bình thường thì mentor cho em được cái đó Họ bắt em làm sai luôn Họ còn muốn em làm sai nữa Và họ biết những cái sai đó Nó không có đáng giá hay là nó không có tới mất mất mạng em Họ muốn em làm nhiều nhất có thể Tại vì chỉ có thông qua những cái sai đó Mới làm cho em cứng cáp, cáp trên thương trường của em okay. Rồi Kế tiếp Mentor còn làm cái gì nữa okay. Họ là những người Mà em đến Để em có thể là chính em Rồi nếu em chính em với họ nghĩa là làm sao Ví dụ hôm nay mày muốn đi ị Hôm nay mày muốn ăn làm sao Hôm nay mày đánh rắm làm sao Hôm nay mày không cần phải kể lễ kỵ lễ như là hồi xưa mày đứng trước mặt thầy bà Mày cúi chào mày không cần trang nghiêm như vậy Và họ cũng vậy với em Khi họ ở với em họ có thể là chính họ Họ không cần phải đeo mặt nạ Họ không cần phải thể hiện trước public là một con người khác Họ cũng có thể lầy với em Họ cũng có thể cho em lầy lại Đối với chị cái này nó vượt trên giới hạn là tình bạn Đó là niềm tin rất vững chắc thầy có thể cho em nhìn thấy một cái khía cạnh khác ví dụ như em muốn nghịch muốn quậy muốn phá gì đó mà em không thể làm điều đó trước mặt vợ chồng ba má con cô gì chú bác bạn bè những cái người trong chỗ làm của em á mentor của em họ nhìn họ làm đi mày là con người mà tao không là con người thôi họ không đánh giá em họ cho em là chính em trước mặt họ và đây là một trong những cái mà chị nghĩ là quan trọng nhất chị muốn làm nó là dấu sao OK, với course em có tiền, em có thể có được. OK, tức là nếu em có tiền em không trả cho course này thì cũng có course kia uh, dạy cho em đúng không? Em kiếm một dòng thì thế nào nó cũng ra thôi, được chưa? Nhưng mà đối với mentor đây là cái mà chị nhìn thấy trên cái hành trình chị đi tìm thầy á. có tiền chưa chắc họ nhận. Okay. Chị đi học rất là nhiều course. Nhưng mà để cho chị đích thân mở miệng gọi là mentor chưa hơn ba người, okay. uh, và họ phải là những người mà họ cũng muốn gọi em là học trò. Em phải đến và em nói là em trả tiền cho họ và em và họ nhận em là học trò hay đệ tử. Em lầm rồi. Có những người người ta có rất là nhiều tiền người ta đến học với thầy chị thầy chị họ không cho nếu những bạn mà ở trong lớp với thầy chị rồi thì biết có mấy thằng nó tới đập bàn thủ ghế rồi lấy điện thoại quăng trước mặt thầy chị bởi vì nó có tiền nó đi học nó đi bằng xe limousine nó đi bằng ron roi thầy chị cũng kệ mẹ à ok không phải là bởi vì thầy chị cũng có mấy cái đó nên nó cũng kệ mẹ nhưng mà khi em đạt được đến một cái đỉnh cao là cái gì em cũng có rồi á em coi trọng nhiều hơn đến sự chính trực và cái đạo đức của người học trò ngồi trước mặt em ví dụ em đến học với một ông tỷ phú mà em đã triệu phú rồi thì em cũng đâu phải cỡ dừa đúng không nếu như em không phải cỡ dừa thì em có tiền em đi ra đường em được người này người kia lại lục em cung phụng em coi em như vua như chúa rồi á thì vô tình nó tạo ra một cái lớp bọc là cái tôi của em rất là lớn cho nên khi em đi gặp một cái người khác mà thành công hơn em ok em nghĩ là em có tiền rồi thì giờ em trả tiền thì không phải dạy cho em đến lên tầng của ổng chị nói thiệt với em có nhiều người đi vô học chị bỏ tiền cả nhiều tiền lắm chị thối lại à chị không có nhu cầu dạy cho người khác trở thành một người mất dạy hơn hoặc là chị không có nhu cầu dạy cho một người mà cái tâm đen tối của họ trở nên thành công để trở thành một cái 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 cái, cái con người đi đi ra ngoài kia và làm chuyện xấu xa nhiều hơn mentor đôi khi em có tiền em đi vô em nói chị rất là nhiều bạn đi vô trả tiền giờ với chị cái chị nhây em muốn làm học trò chị mà toàn cậu cô chiêu cậu ấm không à chị kêu không em muốn học trò chị em vô lại từ đầu như lên tim em mở dưới tầng thấp nhất của mấy bạn em leo lên từ từ quả mai vậy suy nghĩ ok và chị muốn chứng minh cho em thấy đó chị đang ở trong tim admin đó. mấy bạn chứng minh cho chị thấy là tại sao em muốn là học trò của chị và tại sao chị nên nhận em là học trò tất cả mọi người đều có cái quyền lợi như nhau để được tiếp xúc với nhi lê nhưng mà hầu như tất cả các bạn đều không nhìn nhận được cái chuyện là tiếp xúc với một người giỏi và ở trên cao hơn mình làm sao để cho họ có thể nhận mình làm học trò mình phải nỗ lực rất là nhiều chị đến giờ cũng vậy chị vẫn phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh với thầy em nghĩ mỗi lần chị đi gặp thầy chị như vậy là họ không quan sát được sự trưởng thành của chị thầy chị ngày nào cũng đã nói mà đến một ngày tao với mày mà hết duyên làm thầy trò với nhau á ok không có nghĩa là đồng nghĩa với việc là tao hết quan tâm đến mày nhưng mà tao muốn cho mày biết là nếu mà hết duyên á là vẫn phải mạnh mẽ đứng lên tại vì tất cả chúng ta đều là leader ok nhưng mà chị không nghĩ tới cái ngày đó đâu tao biết rõ là tao với mấy ông thầy của tao ở với nhau cho đến khi là lìa khỏi cuộc đời này thôi ok rồi đó là câu trả lời của chị bây giờ tụi em đã có cái câu trả lời mentor với coach rồi đó giờ thì em có thể rõ ràng hơn khi em đi ra đường em kiếm em đang đi kiếm coach hay là em đang đi kiếm mentor ok và đôi khi chưa chắc em có tiền em kiếm được mentor ok rồi có cái tiếp ừ em từ hồi chị bệnh xong đến giờ hơi quá chị vẫn hụt lắm nhưng mà từ từ mình lấy lại hơi ok I was denied when I got a big layoff from big company, 38 years. They don't really care. I lost my job and I thought I was number one trainer nationally. USA. Yeah. Miễn là chị còn là đi làm cho một ai đó thì chị cả đời là làm công. Và đây là một trong những cái mà em hướng cho mọi người tới. Hồi xưa em cũng vậy khi em làm trong hãng em cũng nghĩ là má mày có muốn làm AC vậy 30 năm nữa khi okay, em xác định là em không muốn thì em đi thôi bạn là một nhân viên giỏi không có đồng nghĩa với việc là người sếp của bạn họ coi trọng bạn có khi bạn lên cái vị trí của người sếp đó rồi thì bạn sẽ biết được là phía trên sếp thì luôn có một thằng sếp khác và đó là lý do tại sao như không có thích cái corporate cho lắm tại vì nó làm cho như nhìn thấy nó cái kiểu như là bạn làm việc đôi khi bạn biết cái người này tốt bạn biết cái người này gần với bạn bạn biết cái người này có thể lên cao được nhưng mà bởi vì công ty cái ru của công ty cái luật lệ của công ty và chính sách của công ty nó chỉ có thể cho bạn làm được bao nhiêu đó thôi bạn có muốn hơn bạn cũng không có làm được và càng sớm các bạn qua khỏi cái tầng mà như gọi là denial tức là trốn chạy cái sự thật là bạn không có đặc biệt như bạn nghĩ thì càng nhanh cái cuộc đời bạn lên cái 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 tầng như gọi là cái tầng và đó là cái cuốn sách kế tiếp như viết cho các bạn ok sinh nhật của nhi sẽ tung ra cho các bạn nôn nóng ôm nôn ôm nôn ôm vì như thấy đó là cái vấn đề lớn nhất cản mọi người thành công cho nên như viết cuốn sách để tặng cho các bạn nhân ngày sinh nhật không phải giọng chị không khỏe đâu hôm nay sáng nay chị thiền xong chị cảm thấy là bình tĩnh và chị calm hơn chị cảm thấy là mình không có nhất thiết phải bắt mọi người học ai ai hôm nay nhưng mà hôm qua thì tâm trạng mình khác hôm qua mình cảm thấy mình càng học cho nên mình càng càng cảm thấy lo lắng cho mọi người sáng nay cảm thấy là mày lo đéo gì tụi nó không chịu học ai ai thì tụi nó nghèo rồi mày giàu thôi <laughs> lo đéo gì mày lo hoài vậy mày lo thế tụi nó giàu chết cha đi thì nó lào ôi không lo nữa bình thường thôi em cha làm thầy con đốt sách là chuyện bình thường đâu phải cứ ba là mất thể tâm tay lý là có thể nói chuyện được với con đâu em <laughs> Chị đang nhẹ nhàng mà tắm Chị có bao giờ mà Chị có bao giờ mà chị giữ mô Đây một gương mặt mới vô kênh như Lê Ai đó trả lời cho bạn Đi cắm ném đá nó nghe không Tao cắt cái này ra trả lời cho bạn thì nghĩ sao về đa cấp chị chẳng nghĩ gì hết chị đã nói rồi mà bạn của chị cũng có rất là nhiều người làm ngành đó chỉ là chị không làm thôi và chị không thích chưa yeah. đầy em ơi 10 người xung quanh chị là doanh nhân thì đã 8 người làm rồi song song với cái đó họ làm doanh nghiệp của họ nữa chị chẳng nghĩ gì hết á tụi em thích nghĩ gì nghĩ Nhờ vô tình gặp Nhi cách đây hơn một năm trước Nếu không chị và hai đứa nhỏ đã không quyết đoán mạnh mẽ Cứ ôm mê rằng họ thay đổi lo cho hai đứa con Nhưng không Họ chỉ biết đến họ mà thôi Cảm ơn Nhi nhiều giờ chị và hai con Rất vui vẻ Dù kinh tế chị hằng ngày bươn chải Đúng rồi chị Chị biết cái hạnh phúc nhất của em với lại Eva là gì không? Đó là hai mẹ con em cực kỳ vui với lại yêu thương nhau với lại em cảm thấy em nói thiệt em nói lên đây chắc là cả tỷ người ném đá em bởi vì em nói chuyện là em ly dị mà em hạnh phúc em chưa bao giờ thấy cuộc đời em mà con em với em hạnh phúc như vậy thích ăn gì ăn thích nằm trên sofa nằm thích chơi sao còn chơi thích giỡn sao giỡn sao giỡn lớn rồi nó nghịch lắm nó còn nó nghịch nhưng mà nó nghịch theo kiểu con gái với phụ nữ em nó có thể nghịch được với nhau vậy đó nhiều hồi hai mẹ con chơi giỡn với nhau ví dụ như em mà đi ị nó đi vô nó nói, mẹ thúi quá kêu mã cha mày có ai ị không thúi không có lần sau nó ị nó kêu mình vô để đứng hửi tức là hai mẹ con sẵn sàng giỡn với lầy với nhau vậy luôn á em nói, nói cái này em cảm thấy mình muốn chảy nước mắt luôn rồi tại vì nếu như hồi xưa mình ở bằng chồng cũ của mình tâm trí của mình có khi chị tập trung vô cái chuyện làm sao giữ chồng đó. mình chẳng có lo được cho con mình mà thương mình con như như bây giờ và em nghĩ nó cả cuộc đời của em cái thằng đó nó đến nó không cho em được cái gì thì cho em được đứa con và em thật sự rất là em thật sự biết ơn bởi vì Eva đến trong cuộc đời của em bởi vì nó là một đứa trẻ rất là vui nó vui lắm nó sẽ ghi mà em thì không có cái vui đó cho nên em nghĩ đó cũng là một phần tại sao nó đã ra trong đời của mình để nó làm cho mẹ bớt chán lại tại vì em cứ làm biết là làm 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 biết là giỡn với con mà có thể nghịch với con những cái thứ như vậy tào lao như vậy hoặc là nó không chịu gội đầu cái, cái em nói nó là con có nghĩ là ngày mai thì con đi ra đường á có một đứa bé mà tóc mà thúi như con á người ta muốn làm bạn không có là hai mẹ con phá lên cười nó đi gội đầu vậy đó hồi xưa việt nam mình làm gì được nói chuyện kiểu như vậy yeah. uh, em ở đây không khuyến khích ai ly dị hết em chỉ nói là nếu như bạn đang thấy con của bạn đang khổ chỉ vì bạn chọn ở lại với một cái thằng đàn ông éo có ra gì á dẹp mãi đi ở mình cho sướng vì nghĩ cái gì người ta nói ra nó vô ba bữa là, trời đất ơi hồi em ly dị hả hồi người ta xé xác em nhà, nhà nội xé xác em từng người một thi nhau gọi điện chửi em em block từng số một từ cô từ gì từ chú từ bác các bạn biết nó cũng giống như việt nam thôi à người anh rồi từng rồi thằng em họ rồi chị họ rồi thậm chí cái thằng bao đồng là từ đâu mà em một ba năm trước gặp nhau có lần cũng gọi điện nói quá tao lao sống bạn block cuộc đời những người đó đi luôn phải nó phải họ nhìn quan trọng nhất là mình là mẹ mình phải biết rõ là con mình có đang hạnh phúc không tại vì á hạnh phúc nó là cái năng lượng nó không xạo được những ai mà gặp con gái như rồi mà các bạn đã từng gặp con như trực tiếp rồi các bạn nói cho như nghe các bạn nhìn nó các bạn có nghĩ nó là con mà uh, sinh ra từ gia đình mà ly dị rồi đổ đau khổ tổn thương không con nít nước nào cũng vậy thôi nó cũng nghịch như quỷ à mấy bạn hôm bữa mà dắt uh, Eva đi về quê đó không hề do mình hết mình dạy con mình sao thôi trời ơi không nói gì cho ba mẹ thông cảm được hết á em ơi có một trong những cái thứ mà tụi em phải hiểu là em và ba mẹ em một cái thế hệ rất là khác nhau chị nói thiệt rất đồ em thậm chí chị nói nghe nó kỳ nhưng mà có một thứ của bọn phương tây nó làm thành công đó là lớn em đi ra ở riêng đi chị thiệt á thiệt luôn á em ở chung em ráng em say em ép ước mơ em dồn vô ước mơ của họ ước mơ của họ họ làm không được họ đẩy qua em sống rất là drama và rất là mất thời gian thiệt chị thiệt con chị mà sau này mà nó còn ở với chị chị muốn phải từ miệng của nó nó nói mẹ con ở với mẹ thoải mái và vui hơn con ở với đóng bạn gái của con hoặc là vui hơn con ở một mình chứ chị không muốn nó ở với chị là tại vì mẹ mà trả tiền điện tiền nước tiền nét cho nên cũng phải chịu đựng mẹ chứ mẹ thiệt ra là một con quỷ cái chị không hề muốn con chị ở với chị luôn thiệt luôn á nếu mà nó đến tuổi mình mà tám chín tuổi mà nó ngựa bà nó đi ra khỏi nhà chị ok lắm tại vì nó đi nó mới khôn nó đi nó mới lớn nó phải bầm dập nó mới biết cái con giờ em ngồi em giải thích cho ba má em là em khổ chuyện tiền bạc nói sao ông không nói được đâu em. Đừng nói gì hết á. Nó có thể là lý do, nó có thể là quá khứ của em nhưng nó không phải là sự chọn lựa cuối cùng của em nếu em vẫn tiếp tục đầu tư vào bản thân của em. Đó là câu trả lời của chị. Ok. Và nếu như ai vô đây mà nói với chị Chị ơi em không có bằng cấp Chị cũng không có bằng cấp Em không có cha mẹ gia đình nuôi chị Cũng không có gia đình cha mẹ nào nuôi chị hết Ok Em mượn cái lý do trong quá khứ của em Là lý do dừng cho em phát triển Thì nó mãi mãi là như vậy Em coi hết em mình thật sự mà Coi hết cái kênh của chị Thì chị không thể nào nghĩ được là tâm trí Tụi em có thể bình thường Và ở mấy cái tầng đó được bằng một cách nào đó em phải ngoi lên thôi nhưng mà với điều kiện em mới thật sự coi hết không tại sao mấy thằng này nó ưa vô đây chọc cho tao chửi để nó tỉnh ra lần là sao đi vô nhây lê tim đi mày không biết làm gì vô đây cho tụi nó bày bật bội à sáng tối cứ nó không biết gì mở ra một cái nơi cho đi vô tập thể dục cho học cho chơi với nhau cho nói chuyện cho kết bạn như lê tim thiệt ra nó giống như một cái cộng đồng vậy đó các bạn cái community nơi mình như tạo ra cho các bạn để các bạn có thể giúp và hỗ trợ hỗ trợ lẫn nhau chứ không có cung mẹ với cái đi vô mấy người tưởng là giúp ích được cho tôi à chẳng giúp mẹ được cho tôi gì cái cái gì hết đó ngoài làm cho tôi thêm phiền phức cải lộn là drama là leader là member là ở dưới là học là không học là bạn này làm cái này với em bạn kia làm cái má y xì cái trường mẫu giáo tôi dẹp loạn biết à mấy người tưởng đi vô cái là các bạn phải biết như lê Tiên là một cái cộng đồng mà khi bạn đi vô tất cả các bạn có rác và khi các bạn có rác thì như phụ bạn dọn rác hoặc là những cái người mà đã ở trong tim như lê rồi giúp cho bạn dọn rác ok mà cái lượng người đi vô để dọn rác thì nó đâu phải một hai người đâu Thấy chưa chứ mấy người nghĩ mấy người đi vô có lợi gì cho tôi lợi gì cho tôi nói tôi nghe hử cắt cắt video edit video rồi này kia cái, nọ cho bà nhi cho bà nhi được cái công mẹ gì ok giờ bà, mấy người không cắt video tôi cũng livestream mà cắt video tôi cũng livestream mà mấy người đăng bài tôi cũng livestream không đăng bài tôi cũng livestream mà và đừng có quên là ngày hôm nay bạn ngồi đây ngày hôm nay bởi vì một ai đó trong quá khứ đã chọn đi vô ở trong như lê tìm và làm những cái chỉ ý nghĩa tất cả những cái này tụi nó giải ra đó cắt video là đăng video chị là support chị tôi đâu cần tôi xưa giờ tôi livestream tôi vậy thôi à nó giải ra xong nó hành tôi tôi cũng phải mua theo quá đáng chị đã từng gặp em hình như hai năm về trước lúc ọc lại hai năm sau em vẫn nói chuyện y xì hai năm trước ok vẫn bánh bèo vẫn vô dụng vẫn đàn bà vẫn ủy mị vẫn ước ác vẫn tào lao trong khi hai năm qua có một số người họ đã theo chị họ thay đổi rất là nhiều rồi chị không có so sánh chị muốn chị muốn nói nhẹ cho em là em ở trong cái vòng lập của em của những năm qua ok còn làm gì và phải làm gì tự biết rồi Được với chị Lớp 5 có gì đâu Thì có nhiều ba mẹ kêu mày hổn quá Tao không cho con mày học Trời ơi làm như ngoài đời ngoài kia ai Không ai hổn Rất là nhiều người rất là tào lao á Kêu là má con này nó nói tục Con này nó nói hổn Mấy người có bịt được lỗ tai con Của mấy người cả cuộc đời không nếu câu trả lời của bạn là không thì như xin lỗi có thể nó không hỗn trước mặt bạn thôi chứ sau lưng bạn nó cũng đi lòng vòng nó cũng hỗn như thường à. <laughs> tiếp tục dạy ha em để chị suy nghĩ ừ trời ơi trọng ơi cho đi tiễn tiễn liền chị đang đọc uh, comment của mấy bạn đó để đây tôi không nói gì hết rồi <laughs> xác nhận xác nhận tình nào cái gì vậy trời ơi, con bánh bèo tàu lao nào vậy Ừ. tâm sự với con là một nghệ thuật đó Eva rất hồn nhiên nha Cảm ơn chị Đông. Nữa. Đã nói là đừng có nói với ba mẹ cái gì nữa hết á. Đi ra đi. Sống cuộc đời của mình đi. Sáng tối cứ đứng đó. Cái ông không chịu đâu ba mẹ. Phải để cho con sống cuộc đời của con. Có ai cấm mày. Mày có chân có cẳng mày lớn rồi. Em đi là em bất hiếu đó. Chạy về ở nhà chịu đựng ba mẹ. Nhưng mà em muốn ba mẹ em hiểu Họ không hiểu đâu. Mày lì đó.

đang đọc quá, nhiều quá Ê, chị nhớ cho em chị đọc được essence chị đọc được cái cái năng lượng của từng người khi chị gặp khi chị bế tắc nhất các em chị lên tòa nhà cao nhất ở singapore xong chị đứng chị cầm rượu chị uống có chị hóa ra đây là cảm giác của người chiến thắng hóa ra đây là cái mà người ta nói sự cô đơn trên cao và để... khi bạn ngắm cả thành phố singapore đất nước một trong những đất nước giàu nhất thế giới và bạn có khả năng chi trả cho điều đó bạn cảm thấy ôi hóa ra đây là động lực để bạn tiếp tục sống Như nói cái đó vừa giỡn mà vừa thiệt đó các bạn okay. vừa giỡn mà vừa thiệt đó tại vì á đó bạn phải biết là bạn làm việc rất là chăm chỉ và mệt mỏi để bạn lên cái vị trí đó bạn làm việc quá chỉ là mệt mỏi và chăm chỉ và kiệt sức luôn để tới được nó vậy tại sao khi tới được nó rồi bạn lại ngụy biện thêm một cái đống tào lao khác là bế tắc quá là đau khổ quá là cô đơn quá để cháy để xuống lại với cái đám nhà nghèo hả không như không có những nhu cầu và càng lúc bạn càng lên cao bạn phải càng học với cách quen ở trên trển cái bạn không có đủ sức để bận đó là lý do tại sao không phải ai cũng trở thành phi hành gia mà bay ra ngoài vũ trụ được đó các bạn, yeah vì bạn phải chịu được cái áp lực một mình đó đó, yeah rồi có chưa chắc là bạn chịu được áp lực một mình mà bạn không có kỹ năng bạn không đấu lên được đâu cho nên là bạn là phải thông minh bạn phải là kỹ sư nữa rồi bạn còn phải hiểu về máy móc bạn còn phải lái được cái cái cổ máy đó để leo lên trển nữa, yeah đúng rất đúng block hết xóa hết chặn hết thậm chí số điện thoại luôn người nào cần nói chuyện với chị đi xe máy phóng qua nhà chị người nào cần cần chị đi taxi qua nhà chị người nào cần nữa đăng ký lịch với thư ký riêng của chị ok họ đều có quan trọng như vậy họ đều có phải là cái người mình chị phải tập trung họ đều có phải là cái rốn của vũ trụ họ cũng đều có mũ máu mũ gì với chị hết họ đéo có liên quan gì đến con vậy luôn họ cũng đéo có nuôi con vậy nếu ngày mai chị chết luôn họ cũng đéo có đi chăm mồ mã cho chị họ cũng đéo có quan tâm nếu ngày mai chị chết chị bệnh nhập viện nên mắc chó gì chị quan tâm đến cái facebook nhà nó chị block hết cho em block sạch sẽ block cặn kẽ tàu lao nhất là cái bọn sáng tối tao là bà con với mày mày dám làm vậy đùng mà tôi dám làm nó không làm gì tôi tào lao ủa chứ bộ ông bà con với tôi là bà con thôi tôi đâu có quất ông ông đâu có ngủ trên giường nhà tôi ông đâu có ăn cơm nhà tôi tôi đâu có ăn cơm nhà ông ông có đóng tiền học cho con tôi không ông có đưa tiền bà có đưa tiền để để dành để mà mua hòm cho tôi khi tôi chết không mua bảo hiểm nhân thọ cho tôi chưa nếu tất cả những cái câu trả lời đó là không mắc chó gì liên hệ vậy tàu lao block hết cho em chị ơi block hết mẹ chồng bà gia ông gia rồi ông 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 ông, ông gia có thêm thằng con bồ nhí block luôn bà mẹ chồng có thêm uh, thằng trai trẻ block luôn bóp block hết, hết hết bất cứ cái gì liên quan đến người block hết cho em ai cần liên quan đến chị đi xe máy qua nhà chị gặp chị rứa đi rứa đi cho khỏe bà con có lời gì mình bà con mẹ sáng tối đi đâm dỗ nga để nhấc cái đầu rồi nó dỗ không muốn đi đám cưới không muốn đi nó chạp quẩy chụp má mỗi lần đi mấy cái đó là ngán ngán không muốn đi đâu hết tết nhất được cái ở nhà nấp luôn cũng được chị biết tại sao mình buồn không mình buồn là bởi vì mình còn nhìn thấy facebook của nó để nó vô nó dặn dẹo là Ê, tại sao mày không qua nhà tao năm mới blog cái thì đâu cần đọc được tin nhắn đó không cần đọc được tin nhắn đó thì đâu có buồn của anh có nhắn hả nhắn nọ đâu biết À, ta nhắn cho mày ba năm nay năm nào tao cũng vô facebook tao kêu tại sao mày không qua nhà tao tết ba à, năm hả hình như là cũng đúng ngày rồi đó ba ngày này ba năm trước hình như mình blog nó hay sao à, vậy hả anh để em về em coi lại kênh em cấm tháo blog để em vậy luôn mà nó mà nó nói được câu đó nó cũng đi qua xe máy qua nhà chị rồi nha tức là chị phải quan trọng Trang đọc quá, nhiều quá à, Tâm ơi là đâu à, Không thì cũng khóc đó, khóc nhiều nhưng mà khóc xong rồi thì cũng cảm thấy là Mắc chó gì khóc vậy à. lặp lại như không chửi nha Như la thôi không chửi không chửi ai với chị không có nghe em <laughs> con người nào với chị không có chị chị éo quan tâm ai công nhận chị chị đời cho người ta công nhận chị chị giờ không ở đây đâu em tại vì á nếu tính theo phương diện công nhận á chị là một trong những người mà không thể chấp nhận được ở cái chuyện là là con gái Việt Nam là nhất dáng gì da gì da cũng không phải da cái Việt Nam rồi dáng cũng không phải dáng Việt Nam rồi cái gì tam tòng tứ đức đồ gì đó không rồi đó thấy bỏ chồng rồi đó là là thấy không có ra gì rồi đó phải không thấy theo việt nam là thấy không ra gì rồi đó rồi gì nữa công nhận gì nữa công nhận là học sinh giỏi hả không cũng không có bằng đại học ở việt nam đâu phải qua tới singapore học rồi gì nữa hết rồi thiệt sự nếu như vậy mà chị mà đợi tất cả mọi người công nhận để chị được được quyền <laughs> sống cuộc đời của chị không có nghe em ai thôi chứ chị nhi không có nghe em lộn rồi lộn chỗ rồi đúng rồi chị đúng rồi chị em giờ là vậy đó mỗi lần em cô đơn là ừ <laughs> cô đơn ghê <laughs> à, chị có kim ngư hiểu nhau không này Nhi em có vợ như vật chất nhưng mà như vẫn rất là tỉnh táo với cái chuyện là như vừa tâm linh nhưng mà như vừa thực tế nghe các bạn khi mà Nhi cần thực tế thì như thực tế nhưng mà khi như tâm linh thì như tâm linh OK. Rồi đi vô lắm câu hỏi bên này nữa, nói chung là vui đó. Lê Thị Như, hai em như Lê em chào chị, cảm ơn Nhi đã chia sẻ những điều ít người dám nói. Chị muốn hỏi em, với em thì thành công trong hôn nhân là gì? Chị muốn nghe cách em nhìn nhận về điều này, vì hiện tại chị cảm thấy mình đã rất trọn vẹn có anh chồng rất lắng nghe và mấy đứa con cũng ngoan nhưng đôi khi chị cảm thấy nó không nhiều điều thú vị nhưng cách em nói ở livestream gần đây trời ơi chị ơi tự nhiên chị là là một trong những cái bà mà em lại càng nói là vượt vượt sướng đó đi vô lớp hiện nay đem dọn rác cho chắc chắn trong người chị có vấn đề rồi cho nên chị đang sướng đó. chị kiểu như chị muốn phá nó vậy đó trời ơi chị là một trong những mấy cái con đàn bà mà em kêu là mẹ đang sướng đang hạnh phúc thích thích phá nhà phá cửa chơi vậy tao lao đó bà thằng chồng thương con đường hoàng mắt mất nhi sẽ không dạy những người những cái khúc này được chưa tại vì á các bạn biết tại sao như có dạy cũng như không mà họ mà thèm thùng cái gì họ mà họ mà thích exciting họ mà hào hứng họ thích drama là họ cũng đi kiếm mà không cần nhi không cần nhi chỉ bài biết không cái em muốn gửi với chị là chị ơi uh, cái cuộc đời của chị là nhiều người phụ nữ mơ ước lắm mà em gọi là bình yên á mình đang bình yên á mình đừng có phá nghe không thiệt mình đang bình yên mình đừng phá chị nếu mà chị xác định chị sắp phá rồi thì em nghĩ chị đi học đi rồi về rồi hẳn phá tại vì đi học là một cái cách rất là tốt để cho mình biết được là có nên phá hay không bạn biết con người đó rất là drama nha mấy bạn đang sống yên biển lặng vậy mình thích chọc quậy bánh xe chơi vậy thích, thích thích kiếm chuyện chơi vậy thích làm cho mọi thứ thiệt là phức tạp lên để mà mình uh, kiểu như mình có cái thứ để mình 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 fix vậy đó giờ thì, thì cũng như chán quá không có cái gì mấy mọi mấy người mà rảnh này thì nhi lại càng nói là đi làm chuyện gì đó cho giúp đời đi tại vì bạn dư năng lượng bạn thừa năng lượng quá giờ yeah. đeo bông tay mới mà đông bông tay mới đau lỗ tai quá khỏi đeo bông tay luôn nè ờ. Ừ. trời ơi thường là không có avatar nhưng không để lên đâu nhưng mà riêng khúc này như để lên ok rồi bánh bèo đủ chưa cảm ơn nha cảm ơn thích quá cơ trời ơi đời của mày mày muốn mày lấy mày không muốn mày không lấy cái lờ là của mày tao lao em có nên lấy chồng em không có nên lấy chồng đi mua thỏ đi em đi mua rabbit đi con nó làm cho em hạnh phúc khỏi cần thằng bà nào hết á dạ yeah. bảo đảm là luôn luôn có lên đỉnh bảo đảm là à, uh, luôn luôn là có uh, gì quên rồi là không bao giờ có vấn đề về lên đỉnh dạ yeah. rồi um, có nhiều loại màu khác nhau ví dụ bạn thích màu tím cũng có màu đỏ cũng có màu hồng cũng có màu theo gu bạn luôn bảo đảm là sạch sẽ và vệ sinh bảo đảm không có drama kiếm chuyện với bạn không có mê chơi game rồi không có mê gái khác luôn luôn trung thành ở trong cấp tủ nhà bạn đi mua đi em ba cái đồ yêu đó giờ hả đầy trên thị trường chị có mấy chị bạn hả mua nguyên một tủ nghiện không cần đàn ông nữa luôn chưa ừ thiệt mày muốn có chồng mày mua đó đi xong chứ mơ chứ thằng chồng nó cho được mày vậy nếu mà mày tự do tài chính nếu mà mày đẹp mày ngon mày tự chăm sóc cho mày ôi em cần một cái bờ vai để mà tâm sự đêm khuya em ơi thiếu mẹ gì em có tiền đứa nào không muốn tâm sự của em hết đó thế em em mà muốn tâm sự hả chị nói cho em nghe là em mà đẹp gái em ngon em vô mấy cái chỗ mà ba cao cấp chị nói cho em nghe không thiếu thằng ngồi đó là chỗ dựa bờ vai cho em nó có thể nghe hết tất cả những cái gì em muốn chia sẻ chỉ cần em ngon ok em khi em chia sẻ cho đã em làm cho nó thèm xong rồi em về nhà em chơi với thỏ của em vậy thôi tao bay đến cỡ cái nó cười tao bay đến cỡ đó, đó mà tụi bay còn cùng... có nguyên một cái playlist luôn đó bà ơi đi qua bên kia đi bà ơi à kiến thức á em kiến thức mày học càng nhiều thì mày biết nhiều mày không chịu học thì mày bị người khác thao túng thôi <laughs> trời đất ơi alo nhi lê tim mấy đứa gửi cho ông lan nhi Dùm cho chị con ra biết là cái gì <laughs> À, chị ơi tại sao kết hôn lại thấy chán vậy chị em tưởng mình em nhưng hỏi xung quanh bạn em ai cũng nói chồng tao cũng vậy mày ơi vậy tại sao phải cưới làm sao cho hết chán trong hôn nhân hả chị <laughs> tại tụi mình bị ngu quá em mình bị xã hội dụ á hồi xưa em nghĩ đi giờ xã hội á, làm sao để mà đẻ thêm con giờ giờ thì chỉ có mấy bà kiểu như là mấy bà mà kiểu như họ 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 họ, họ cưới chồng rồi họ có con rồi cái xong họ cũng dụ mày vô ngay khúc này cái là chị cứ cưới kết hôn chán vậy nè cho tao hỏi tụi bay giọng già câu này luôn này mấy cái con mà ở trong lớp với chị lớp hay không biết của chị tôi tụi quê của chị rồi in phải strand rồi ignite tụi em nói cho chị nghe coi mấy cái chị mà ba mấy bốn mấy năm mấy mày nghe có cái bà nào mở miệng ra than mà nói là tao hạnh phúc với chồng tao không ghi vô comment ok cho nên mấy cái con bánh bèo trẻ của chị chị nói thiệt em mà kết hôn chị muốn nói lặp đi lặp lại những cái câu cũ một là ký hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn hai là phải rõ ràng về cái chuyện là em có xác định có con với nó không và nếu có con với nó em có sẵn sàng là thằng này đi em nuôi con một mình được hay không xong xong với cái chuyện đó em cũng đi ra chỗ bệnh viện nhìn mấy cái chị đẻ ra xong ngó ngó mấy chị đó và tưởng tượng ngày mai em đẻ ra xong em sẽ xấu đi xuống và cái này là chắc chắn chị Nhi hồi trả ngon lắm tao giờ tất nhiên tao phải xấu đi một chút tại tao đã rồi mà tao đã xấu đi một chút so với hồi xưa tao không đẻ đúng không cái đó là cái chuyện bình thường trời ơi hồi xưa cái bụng tao đẹp lắm hồi xưa bụng của tao là má ơi đàn ông thằng nào cũng mê cái bụng với mông tao hết giờ cái da bụng của chị khi chị đã ra xong rồi nó không có được như cái bụng của chị hồi xưa nữa Yeah, tao vẫn nhớ cái bụng hồi xưa của tao lắm và em chắc chắn xấu đi và em chắc chắn mất đi nhiều thứ chị đã tổng hợp trong rất là nhiều video cũ của chị và nếu em nói em vẫn ok với cái đó thì cưới thôi tại em nói với chị làm sao cho hết chán hả nó là công việc của hai người nó là công việc của hai người đã nói rồi nó là một cuộc chạy đua em tưởng tượng tay với chân qua em cột vô cái người đó bước chân phải đều hiệp nhịp thở phải đều sức khỏe phải đều để đến với nhau tới đích cuối cùng ok và thiệt sự là đàn ông họ không sống thiếu phụ nữ được cho nên họ phải dụ một phụ nữ để kết hôn thôi tại vì khoa học chứng minh trên thế giới đó là quá phụ mà là đàn ông á chết nhanh hơn là quá phụ là phụ nữ tức là phụ nữ mà nếu như chồng họ mà chết trước họ á, họ sống lâu hơn họ vẫn sống được bình thường hay họ vẫn tìm được niềm vui từ cái khác nhưng mà đàn ông đa phần là vợ mà chết á trước họ á, là cỡ một hai ba năm sau bung mắt lắm là bốn năm sau là họ cũng đi theo vợ của họ tại vì á cái tuổi già họ cô đơn họ cần một cái là companionship mà tới cái tuổi đó mà một trong mà đàn ông họ không có chịu được cái cô đơn đó họ không có, có vợ của họ khi về già là họ kiểu như là họ không có sống được thọ cho nên vẫn suy ra lặp lại đó là đàn ông cần mày thôi mày muốn ở với thằng nào hay không là do mày mày nói chán thì mày kiểu như là hết muốn đẻ thiệt mà em đã phải xác định là em nuôi em phải có tiền nuôi và em tự nuôi em không cần thằng bà nào hết á dạ yeah. giờ gặp mấy đứa nhỏ kêu đừng đẻ đó mấy bà chị trong lớp kìa đây mấy người ở trong lớp nhi đó <laughs> tụi bay muốn cưới thì tụi bay cưới thôi nhưng mà tụi bay cưới thì đứng vô đây than với tao là chị nhi ơi em chán quá làm sao cho em bớt chán thằng chồng em và vân vân tao đã nói tụi bay đôi khi lại là vấn đề <cười> <cười> tao ác quá bọn mày tao cười đến nỗi đau của người khác <laughs> à tại nói miếng nói 6 năm mà mệt 6 năm nói đi nói lại rằng đó có tóc biết kinh hình cũng hơi ngán tại sao đàn ông luôn cưới vợ dưới cơ hội về chị em vẫn không hiểu tại sao phụ nữ càng giỏi càng khó có đàn ông xung quanh em ơi có gì đâu khó hiểu em giờ giờ em nghĩ đi cái thằng đó nó yếu đuối đúng không nó quen mỗi con mạnh mẽ quá giờ nó làm gì được với con mạnh mẽ đó tự ăn cơm tự đi chợ tự nấu ăn tự mở công ty tự nuôi con tự chăm ba má hai bên tự mua nhà mua đất thằng này cưới về làm gì thì làm con con này đúng không thì tất nhiên nó cảm thấy là nó vô dụng mà đàn ông thì muốn được hữu dụng cho nên nó phải đi kiếm cái con dưới cơ nó để nó có cơ có cơ hội để chăm cái con đó để cái con nó lệ thuộc cho nó để nó còn thấy là đáng giá để sống giờ chị hỏi em ngày mai con gái thì nó khác này cái thằng đó mà chăm em quá chừng là chăm á là em sung sướng là có khi là em dùng tiền em làm làm đẹp em đi massage em đi làm cái này cái kia làm cho em ngon lên vân va vân vân ba chấm đàn ông thì nó ngược lại ok đàn ông thì nó ngược lại nó cần phải cảm thấy là nó hữu dụng và nếu nó không hữu dụng thì nó cảm thấy nó không có nó không có có muốn ở trong một mối quan hệ chưa yeah mình thì mày mày muốn thì mày giả đầu ngu ngốc lại em thật sự ngu ngốc á, đó. Đó, giả đầu ngu ngốc lại thôi chị thì chị không chị đến một cái độ tuổi chị xác định là chị không thích giả nai với chị không thích giả vườn ngu ngốc ở bên ai nữa hết những người đàn ông mà muốn ở với chị thì họ phải đi dọn dẹp rác rưới trong người và họ cũng phải cùng đẳng cấp với chị còn không chị chẳng có vấn đề gì để mà chị không ngại ở một mình tới chết chị đâu có thiếu tình tình cảm đâu chị đâu có thiếu tình bạn tình đồng chí tình anh em tình, tình anh em đi làm ăn với nhau tình uh, mentor mentee tình uh, học trò với thầy tình uh, con với mẹ tình uh, chị với bạn gái của chị mấy cái chị bạn của chị rồi uh, chị với thầy của chị thiếu mẹ gì tình cảm tao đâu tao đâu có thiếu chỗ dựa về tình cảm đâu cái đối với em rồi em đi tìm một người đàn ông đó là thằng chồng của em đi dựa vô thôi chứ chị không thiếu chỉ thiệt trong cuộc đời của chị á chị không bao giờ khóc với người yêu của chị chị không bao giờ khóc với cái thằng đàn ông nào mà chị quen hết á nhưng mà chị khóc với thầy chị rất nhiều ok có đôi khi những cái người mà em sẵn sàng rớt nước mắt lại không phải là cái thằng kế bên em tại vì em ở bên nó em thấy nó quá quá nhiều áp lực áp lực gia đình áp lực công việc áp lực xã hội đè lên nó rồi em lại không muốn là cái áp lực của nó nữa em lại muốn em là chỗ dựa cho nó để nó được dựa lên em và khóc đúng không vậy thì em khóc lúc em cần khóc em khóc với ai chị khóc với chị bạn gì không à chị khóc với thầy của chị không à chị khóc với những người anh em làm ăn của chị à chị không bao giờ khóc với đàn ông của chị tại vì chị muốn ở kế, bên nó là chị là chỗ dựa cho nó chị muốn chị là một người phụ nữ có thể sập ủng hộ nó thì chị hỏi em cái thằng mấy cái thằng mà không ở được với chị này chưa mấy cái thằng mà thấy chị quá giỏi để ở với chị thì nó là cái thằng có vấn đề thôi tại vì thầy của chị không cần không bao giờ phải ngồi khóc với vậy tại vì một người đàn ông thật ra quá giỏi họ đã dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời của họ để họ ngồi kế bên em họ có thể là chỗ dựa cho em ngược lại vậy thôi đối với chị mấy ông thầy của chị là mấy cái, cái, cái cây cổ thụ biết không cây cổ thụ thì mày biết rồi mày tưới nước vô ông xi nhê nữa rẻ nó bám sâu dưới đất rồi mày có không chăm nó đi chăng nữa nó cũng tự đi tìm chỗ hút, đôi hút nước vậy thôi Câu gì? Mày coi hết video tao chưa? Chưa coi hết Chị trả lời câu hỏi câu nào mà tôi lướt qua tôi không đọc Tức là tôi đã từng trả lời rồi Tại sao người giàu thường khó tính vậy chị? Người giàu không khó tính nè người giàu họ chỉ biết là họ sẵn sàng say no say no tức là họ sẵn sàng nói không với cái thứ họ không thích họ sẵn sàng đứng lên và nói tôi không thích làm cái này để vừa lòng bạn tôi cũng có nhu cầu vừa lòng bạn này chứ không phải họ khó tính những cái người mà sáng tối đi ra và ai nói cái gì cũng ờ, ờ, tôi biết rồi ờ, được rồi không có em càng giỏi em càng xuất sắc em càng lên cao em càng nhận thức được một điều thời gian của em rất là quý báu và em chỉ muốn say yes với cái thứ em muốn và em say no với hầu hết tất cả mọi thứ thời gian của chị chủ yếu là để say no không à ừ đúng rồi Minh Lê em thấy chị nhìn AI một cách rất tích cực nhưng nếu AI rơi vào tay người xấu thì như thế nào hả chị chị biết AI rơi vào tay người xấu như thế nào nhưng mà chị không muốn cung cấp thông tin đó online và trên mạng lý do rất đơn giản em biết một cái gì đó không đồng nghĩa với việc em chia sẻ nó nếu em biết nó giúp cho cái đứa mình là con quỷ cái thêm cánh giống như hổ mọc thêm cánh mà đi cắn người với giết người thêm cho nên chị từ chối chia sẻ cái điều mà ai tiêu cực rơi vô tay người xấu nếu em thật sự có nhu cầu biết cái câu trả lời đó em có thể trả em có thể trả tiền đi vô nói chuyện một một với chị chị sẵn sàng chia sẻ một một với em nếu như chị cảm thấy em đủ tin tưởng để chị trả lời cho em cái câu đó và em không đi hại người khác hoặc là em có thể đi vô lớp của chị trực tiếp cũng như vậy chị sẵn sàng trả lời trong lớp với điều kiện là chị phải coi được là em có phải là cái người mà chị biết là em không dùng kiến thức đó để đi hại người hay không đó là cái sự chọn lựa của chị Thứ chị biết, chị chia sẻ những cái thứ mà tích cực và giúp ích cho cuộc đời. Chị chọn từ chối chia sẻ những cái thứ mà dạy cho người ta mất dạy, lừa đảo hay là đi scam người khác. Đó không phải là tiêu chí chí sống của chị. Biết chị biết cái câu hỏi đó của em chỉ mang mục đích là chị ơi em chỉ muốn tò mò thôi. Nhưng mà riêng cái câu này thì chị từ chối thỏa mãn cái sự tò mò của em. Nếu em thật sự đam mê học, nếu em thật sự biết là em muốn biết cái kiến thức này bởi vì em muốn ra ngoài kia để mà em không có hại người khác thì em có thể trả tiền một một với chị chị trả lời cho em còn nếu không chị từ chối từ chị từ chối cung cấp thông tin nó trên online ok tất cả tụi em bây giờ cũng đang được ném trải cái đó rồi ok tụi nó hack vô điện thoại tụi bay tất cả những này là từ ai ai hết ok và chị ngạc nhiên là người việt nam mình lại là tốc đầu trong việc là đi scam người khác qua bằng cách sử dụng AI trong khi cả thế giới dùng AI vào một cái chuyện rất là tích cực thì Việt Nam mình lại chọn theo cái hướng đó cho nên càng như vậy nên chị càng từ chối chia sẻ những cái thông tin đó trên public và chị cũng không có ủng hộ tất nhiên là em có thể hỏi những cái anh chuyên gia mà về scam với AI này mấy anh sẽ chia sẻ cho tụi em cách để bảo vệ điện thoại qua em cách bảo vệ laptop của em cách để đề vòng đề phòng nhưng mà chị không muốn phân tích rõ là họ làm như vậy với mục đích gì rồi vân 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 chị không chị không muốn đi qua cái hướng đó họ với chị cũng đã cũng không cùng một nước rồi mà tụi em là cái cái gu của họ khác cái gu của chị mà làm sao để thẳng thắn mà không bị vô duyên hả chị nhiều khi em thấy có mấy bạn em nói thẳng quá mấy bạn thân em nói hơi vô duyên cho em xin lời khuyên đổi bạn đi em chị chị không biết em đi vô bạn đi vô như lê tim mày vô duyên tụi nó nói mày vô duyên tụi nó cũng chỉnh sửa cho mày cho mày cơ hội bớt vô duyên bây giờ tao không biết làm sao hết á mấy con vô duyên trong tim có như cũng có một cái tim như gọi là tham gia lớp vô duyên rồi xong rồi chỉnh sửa cho hết vô duyên mà mày ở đông mày ở với người khác lâu quá rồi dần dần mày cũng thay đổi cách mày nói chuyện rồi mày cũng có duyên có hồn lại Ok, tới đây thấy hết câu hỏi có có muối rồi. Toàn mấy câu tào lao không à? Vô học hai cam ghét đi em. Vô học hai cam ghét đi chị bày cho. Đi học đi tốn mười mấy triệu còn đỡ hơn là tốn cả tỷ mở ra làm sai đập đi làm lại thấy mẹ luôn em học ra xong đi rồi em biết chị thấu ở Việt Nam đâu chị biết em chị chỉ dạy cái thứ mà chị biết là chị có kiến thức là nó đang cần cho xã hội chị không có tập trung như những cái mảng mà chị nghĩ là nó không có phát triển vậy thôi ờ... như lúc nãy chị nói cái phần đầu coach với lại mentor cũng vậy tất cả mọi người đều có thể học để ra một cái tấm bằng nhưng mà em có kỹ năng để em truyền tải nó ra cho người khác hay không Và đối tượng khách hàng của em và nhóm người đó nó là một chuyện khác bất cứ cái gì mà em muốn cầm ra để em đi bán em phải có kỹ năng làm bác sĩ cũng là cái nghề bán hàng ok làm sao để mày nói chuyện bệnh nhân tin mày làm sao để mày nói chuyện để mày vô được bệnh viện giỏi làm sao để mày nói chuyện để mà y tá thích làm việc của mày làm sao mày nói chuyện để những cái bác sĩ khác cũng thích làm việc của mày cái đó cũng là một cái, cái đó cũng là kỹ năng đó em được yeah. chưa thậm chí giờ ai nó cũng take over rồi kỹ năng bán hàng nó cũng chẳng cần nữa đâu em biết cái con ai assistant system giờ nó cũng có thể là làm bạn với em rồi nó nói chuyện với em về mặt tâm lý học nó cũng có thể phân tích nhiều thứ cho em thôi cái thứ duy nhất em đi gặp con người bây giờ là em muốn kết nối thôi chứ còn thông tin mà em học ram đưa cho người bệnh hay là người có vấn đề chẳng còn khó nữa trong tương lai không xa thì họ cũng nói thẳng luôn là mỗi người đều có một cái con assistant riêng luôn là nó có thể đi theo em nó quan sát em yêu cầu làm gì cẩn gì thậm chí mày lấy giùm tao ly nước nó đi lấy cho bạn luôn mày đặt giùm lịch tao ngày mai rồi mày đi đón con giùm tao mày chào toilet giùm tao mày giặt đồ giùm tao là tương lai người ta có thể tạo ra những cái con robot như vậy với giá cực rẻ giá rất rẻ để người ta bán cho em thì cái xác suất mà em đi giúp lại cho người khác nó về cái chuyện là phải nói chuyện với em đó, nó không còn nữa Ừ okay. Cái này đó, nghe nghe lời mấy chị này nhiều vô mấy chị mà không có hình avatar rồi không biết từ đâu rớt xuống rồi đó. Đó nghe nghe nhiều vô. Đừng có quên xin em card của chị luôn để lỡ mày ra mày tốt nghiệp mày thiếu khách, nói chị trả tiền cho mày. Được chưa? Tại vì bác sĩ nào cũng phải có tiền để mà bệnh nhân nuôi hết á, được chưa? sau này rất là nhiều bạn hỏi nhi và đến giờ như muốn lặp lại cho các bạn nha thứ nhất bạn không có kiến thức bạn không có thầy như có nói cho bạn cả tỷ lần bạn cũng đéo hiểu là tại sao như có thể đổ nợ mà như lên lại được dạ yeah. tại vì đối với các bạn nó giống như cái chuyện như nói với các bạn là bên này trái cà chua nó là màu vàng bên này trái cà chua nó là màu đen bạn không bao giờ tin tại vì sao tại vì bạn bạn còn chưa được ngồi lên cái máy bay bạn leo lên bạn bay qua đất nước này thì bạn làm sao bạn tin là trên đời này có cái màu đó như nó đó là một cái ví dụ cái hộp thực tế của bạn rất là khác với nhì có mấy bạn vô hỏi nhì 18 tuổi làm sao được mở công ty luật ở Việt Nam luật nhân sự là 18 tuổi bạn được mở công ty rồi mà bạn nói gì vậy bạn chỉ cần cái chứng minh nhân dân thôi nếu bạn nói với như bạn không có nổi mấy triệu để làm một cái giấy phép kinh doanh thì nó đéo liên quan đến nhì ok con này sợ chó làm gì 18 tuổi mở công ty rồi tiền cất đâu ra ủa hai triệu để làm cái giấy phép kinh doanh mắc mới gì không có tiền bởi vì bạn dốt bạn không nhiều học nên bạn không biết là bạn cần cái gì để mở một cái công ty thôi mở công ty là một chuyện còn bạn vận hành nó như thế nào lại là một chuyện khác rồi cái tiếp 27 tuổi làm sao để chị leo lên được con số âm em ơi em có con chưa thì con em sắp chết đói ở nhà em làm mọi thứ thầy em có bị ông đi chà cầu tiêu em cũng đi một ngày chị view hai hai mươi ba mươi cái căn cái căn đầu tiên chị còn nhớ chị kiếm được nhà chị không có tiền để đặt cọc luôn chị không có tiền để mua luôn chị hoảng luôn vậy cho chết mẹ rồi vừa khóa điêu mà không có tiền đang nợ rồi không vay được ngân hàng không sao đâu em em kiếm được cái miếng đất nào mà giá ngon để em đưa qua đây chị mua cho và đúng như vậy khi mà em kiếm được đất khi mà em kiếm được nhà khi mà em kiếm được văn phòng khi mà em kiếm được nhà xưởng với giá tốt người giàu sẵn sàng đầu tư với em cái vấn đề là em phải kiếm được đã em ngồi đó em đợi nó rụng vô háng em không rụng đâu em chị là một người làm việc rất là chăm chỉ cho đến bây giờ khi chị giàu chị vẫn làm việc chăm chỉ và tôi không xấu hổ nói thẳng như mặt mấy người 27 tuổi chị đi lên bằng cái gì tao giao cho mày đi đi view 200 căn nhà về nói chuyện tao mày không dám đi view mà đi view ba căn chị ơi nắng lắm nóng lắm hồi lắm thúi lắm <laughs> đúng rồi đó là lý do tại sao tôi nói ngậm miệng và đi view nhà đi để hiểu nỗi khổ của Nhi Lê trước khi mở miệng. Mày đâu có con mày phải nuôi mày đâu có một đứa trẻ ở nhà mới có mới có cai sữa mới có hai tuổi đâu. Mày đâu có mày đâu có chị giúp việc ở nhà để trả lương mà để cho mày đi làm đâu. Không có. ở như lập là do những các bạn còn thắc mắc là chị ơi làm sao chị mở được công ty 18 tuổi các bạn có thể google ngay và luôn google liền điều kiện để mở công ty ở việt nam là cái gì tôi không thể tin được đến một cái năm mà 2024 mà mấy người có thể dốt tới cái cường độ như vậy dốt tới cái cường độ mà không thể chấp nhận được là không thể hiểu được là để mở một công ty bạn cần cái quá gì ngồi đất gõ không à xong rồi nói chị lúc đó chị ở bên đó đúng rồi bởi vì ở bên nước ngoài và bởi vì mình chết đói và bởi vì mình không có tiền cho nên mình chỉ có một và một thứ duy nhất đó mình là phải làm việc nhiều hơn để mình nuôi con mình và nuôi mình chứ tôi không có ngồi đó tôi than ông trời ơi sao đời cũng khổ vậy giờ cũng có một đứa con nó tôi tự đưa tôi vô cái tình cảnh đó tôi tự đưa tôi vô cái tình cảnh đó thì tôi cũng phải tự đưa tôi ra khỏi cái tình cảnh đó các bạn muốn trải nghiệm rất dễ đổ nợ đi bầm đen đi xuống dưới đáy đi đó là lý do tại sao như khẳng định với các bạn như cho không và như không tiếc bởi vì như biết không có ai làm như giao bài tập rất là đơn giản mà bạn đi view 200 căn nhà ở cái khu vực bạn ở bạn nhập vô file Excel cho nhi tim như đưa sẵn cái file Excel cho bạn luôn bạn làm xong bạn quay lại Ok như khẳng định với bạn nếu bạn có gan đi view được 200 căn nhà và thông số của bạn khớp với các thông số của như đang có như sẵn sàng giúp bạn như sẵn sàng đầu tư cho bạn như sẵn sàng làm ăn với bạn luôn nhưng mà bạn phải phát đích bạn lên và chứng minh như như thấy tại sao như muốn làm ăn với bạn tại vì như cũng muốn làm ăn với một người mà làm biến thế mẹ tại vì những người như làm làm ăn với nhi họ còn siêng hơn nhi nữa thầy của như bạn 60 tuổi 70 tuổi mà còn có cơ mấy thằng trẻ trâu thổi gió thổi cái bay thầy như 70 tuổi đó 80 tuổi đó ổng làm nhục như luôn á và đối với tâm trí của những người tầm thường và dốt nát như hay nói cái câu vậy nè đối với các bạn các bạn nghĩ phải có tiền mới làm ra tiền câu trả lời của như là đúng phải có tiền mới làm ra tiền nhưng nó không nhất thiết phải là tiền của bạn nếu bạn thật sự giỏi một người giàu có khác họ sẵn sàng đầu tư như bạn vấn đề là bạn có giỏi chưa vấn đề là bạn có giàu bạn không thế nào giàu nó không có sự giúp đỡ của người khác chính xác nhưng mà bạn phải giỏi để cho có người giàu đó họ cảm thấy là họ có quá nhiều tiền mà họ sẵn sàng đầu tư như một người như bạn bạn nghĩ đối tác làm ăn với nhi hay là những cái người mà nhi ký hợp đồng làm ăn chung với nhau họ làm việc với nhi là vì cái gì là vì như ngồi nhà như bấm điện thoại như bạn hả rồi các bạn luôn hỏi chị nhi tiền đâu ra làm ăn tiền đâu ra làm ăn đúng như bắt đầu như không có tiền như đổ nợ nhưng mà bởi vì như quá chăm chỉ bởi vì như quá giỏi bởi vì như không dừng cái chuyện học lại cho nên như ngôi lên như chứng minh cho những người ở trên tầng trên này là tôi muốn cùng ở với phía với bạn bạn cho tôi cơ hội mày quá giỏi tao thấy mày quá xiên mày có thể cho tao thấy được lô đất này nó có cái này căn nhà này nó có điểm yếu như vậy điểm mạnh như vậy tao muốn làm ăn với mày bạn phải dám ngồi trên thương trường và làm việc với người khác như vậy không có cái quá gì trên cuộc đời này mà miễn phí hết các bạn các bạn không bỏ tiền thì các bạn phải bỏ công và công chính là công sức và thời gian chính là cái thứ bạn đang có mỗi ngày ông trời chia đều lắm ai cũng có 24 tiếng à nhi muốn hơn cũng có mặc dù nhi rất muốn hơn như giỡn mấy đứa biết mà kêu ước gì con ai nó tạo được cái cổ máy giống Doraemon nó hút hết thời gian của mấy đứa vô dụng này đưa cho chị chắc chị làm được mấy cái chuyện này nhanh hơn đừng mở miệng ra nói là chị 18 tuổi chị nhỏ vậy sao chị mở được công ty 27 tuổi chị cái gì 24 tuổi chị ly dị chồng chị đổ nợ vậy mà sao chị có thể ngon lên được được hết được hết ok như cho bạn bài tập từ cơ bản đó nếu bạn nói bạn đang đi làm đúng không nhưng không có tin là trên cuộc đời này bạn đi làm nhiều cỡ nào bạn cũng có được một ngày 4 năm tiếng để đi view nhà đúng không nếu bạn nói bạn muốn làm bất động sản tại ai cũng mê bất động sản mà anh như nói đó bạn làm bất động sản mà bạn không đi view nhà bạn không có biết coi nhà đất bạn không biết coi khu quy hoạch bạn không hiểu về luật pháp đừng có mơ tại vì một cái con có tiền như nhi sẽ không đầu tư như một cái thằng ức ơi như bạn cái đầu đéo có gì ngồi tàu lao đò coi phim heo coi tàu lao tà la trên facebook làm sao như đầu tư với bạn được không như không như không bao giờ và nếu nhi không bao giờ đầu tư với bạn những thằng giàu khác cũng đéo có ngó mặt bạn luôn đó là lý do tại sao bạn nghèo kiết xác tại vì bạn không đủ đẳng cấp để ngồi với nó bạn ngồi với một thằng giàu và bạn bạn tưởng dễ để ngồi với một thằng giàu à bạn ngồi với một thằng giàu bạn phải biết thứ để bạn nói nữa bạn mở miệng bạn ra câu nào mà nó biết bạn ngu là nó im luôn nó im không phải nó coi thường bạn mà nó sẽ để bạn vô cái vị trí đúng mà bạn sở hữu nó không giúp bạn nó không bày nó kệ mẹ bả đối xử với bạn như một người bình thường vậy đó ăn xong chầu ăn nó trả tiền nó bao bạn xong nó đi về thiệt bởi vì bạn không tạo được một giá trị gì trên bàn cho nó hết nói chuyện bạn đang ăn tiền của nó nữa bạn đang xài tiền của nó rồi nó bao bạn ngồi đó nữa đừng có nghĩ có bạn giàu là một cái gì đó tự hào tại vì có đôi khi nó đối xử với bạn như thế à đó tao bao nguyên bàn đó hai chục chai rượu đứa nào thích uống uống tao làm được là tại vì tao có quyền tao có tiền vậy thôi Nếu các bạn thắc mắc về chuyện tại sao 27 tuổi mà chị có thể thành được năm nay như 32 nha 27 8, 9, 30, 11, 32 5 năm, 6 năm rồi bạn Như bắt làm bắt đầu làm Youtube từ cái thời mà Như ngồi lên Và 6 năm qua Như vẫn chưa chết ở trên Youtube thì các bạn suy nghĩ đi Là trong lúc bạn còn chưa bập bẹ, bạn còn chưa chịu ngồi lên ở cái tầng đầu tiên của bạn như nó lên tới cái tầng khác rồi và lặp lại không dành cho tất cả mọi người bạn không làm được ok thì đi tìm mình là ai đi kiếm cái nghề tương thích với mình để mình sống trên cuộc đời này nhẹ nhàng nhất còn nếu vô bạn có lửa có máu quyết liệt á okay? ủa email tim nhi để lên mà Contact công ở còng nhi kìa gửi vô đi 500 cái nhà view rồi 200 cái nhà view rồi tim nhi bảo đảm gọi điện bạn liền gặp liền liên hệ liền bạn đã có gan làm giàu tự nhiên có gan giúp bạn nhưng mà bạn phải làm bài tập như dao rồi chị trả lời câu hỏi em chưa À, nói đau phổi luôn em muốn học hả chị bày cho vi hoa trăm căn đi gửi list qua cho chị xong rồi chị nói chuyện qua em tiếp <laughs> mọi người thấy tiêu chí của như dễ à bạn muốn học đúng không Nhi rất là dễ bạn đi view 200 căn 200 đúng 200 căn nhà nhà gần khu vực bạn đang sống sao bạn quay về đây như bài vậy? mà khi bạn đưa như cái 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 list 200 căn đó như ngồi như nói chuyện với bạn như hỏi bạn bạn phải trả lời được bạn mà không trả lời được á là bằng lầm ở Google bằng bỏ vô á anh như cũng cho bằng ao à tại vì có những cái thứ á bạn không xạo được như là dân làm ăn con rùi con mũi bay qua như còn biết không được con cái cái đó là nói thiệt đó dạ yeah. với một đứa tép riêu đi vô nói dạ chị em đi coi 200 căn thiệt rồi xong đưa qua mình hỏi ba câu không trả lời được là biết nó xạo chó rồi các bạn không tin các bạn thử đi với một thằng cò mà xiên và chăm chỉ mà thiệt sự biết là nó đang nói gì đi khác có một cái thằng cò không biết nó đang nói gì hết đó <laughs> em ơi ai cũng đi chưa tới 10 căn là nhắn tin chị Nhi ơi em không làm đâu em làm khác làm xong nó mới biết là má đéo dễ thiệt má chị làm YouTube 6 năm rồi em nghĩ gì vậy em muốn làm gì cũng được hết á em là em thôi nếu cái chỗ đó không phải dành cho em đi làm chỗ khác thôi chị không biết nữa đó là chị chị chẳng bao giờ mà chị đeo mặt nạ khi chị đi phỏng vấn hết chị chẳng quan tâm thiệt sự là vậy em quan tâm quá nhiều về cái chuyện là em phải là một người khác khi em đi phỏng vấn đường nào em cũng bị lòi đuôi ra thôi nó hỏi 200 căn nhà đi view mất bao lâu chị em đi đi rồi em biết <laughs> em đi đi rồi em biết nó mất bao lâu có những thứ không cần trả lời em có những thứ phải trải nghiệm em ơi làm hết làm hết em phải biết rõ là điện nước nét của cái nhà đó nó chạy bằng đường dây nào em phải biết rõ máy lạnh của nó như thế nào em phải biết rõ là khu vực đó dân đông làm sao khu đó người ta đi làm sao xác suất là nhà trong nếu covid ập vô lại nó vẫn kiếm tiền cho em được không ok rồi đối tượng mà khách hàng mà em chuẩn bị quảng cáo cái nhà đó là ai em phải ghi chi tiết ra hết sao em về đây rồi chúng ta nói chuyện muốn làm ăn mà cũng làm dân làm ăn mà tại tụi bay nghĩ làm bất động sản dễ tao cho tụi bay trải nghiệm bài tập đầu tiên đó view hai căn nhà <laughs> một người đàn ông sau một thời gian leo cột điện cho hay chat gpt em qua mới bày rồi đó lên chat gpt lấy thiếu đất gì google thiếu đất gì Ba đồ yêu đó giờ có giấu nữa đâu cho không hết <cười> <cười> ra đang da đó người ta nghe đi view nắng đi view mọi người có biết lý do tại sao da như ngâm như vậy không tại vì như đi view nhà miết à như phơi người như trong nắng miết à ok các bạn không chịu được nắng không chịu được mưa không chịu được uh, thiên nhiên với thời tiết không làm bất động sản được đâu <laughs> đi view với nhà nóng quá chị ơi nóng quá mồ hôi quá không có quạt nữa. dạ làm giàu thì không có con không có thoải mái trang câu này đọc đâu này trang mà đúng quá <laughs> vô nó học hay ngâm ghét xong tao biểu làm video tự quảng cáo bản thân mình để đi bán hàng rồi làm rồi xây thương hiệu cá nhân bày cho chết mẹ luôn làm được ba cái video là để dừng rồi đòi đi view nhà 200 căn oh, Má, em gió có hai loại đối tượng coi kênh như lê nha các bạn đối tượng mà coi kênh như lê theo kiểu là ăn popcorn hay là ăn cơm hay là ăn ăn snack xong coi nhi là 98 phần trăm hai phần trăm còn lại là tech action thôi còn 98 phần trăm còn lại là coi kênh như lê như thế là coi Netflix vậy đó coi hài độc thoại vậy đó coi um, nghệ sĩ tấu hài vậy đó hoặc là coi nghe bà này bà nói cho vui cái người vậy đó là 98 phần trăm <laughs> nhộn da chứ mọi người nghĩ tại sao da như ngâm như đi ăn nắng biết là không phải là vì như ăn nắng cho đẹp đến giờ như vẫn đi view nhà sáu năm qua như vẫn đi view nhà ok không phải bạn giàu xong rồi bạn hết đi coi đất cát nhà cửa vào nhà máy bạn phải hiểu thị trường bạn làm chủ bạn phải hiểu thị trường bạn làm chủ bạn không hiểu thị trường thị trường nó quật vô mặt bạn từ cái giây phút bạn lười cũng là cái giây phút những cái đối thủ cạnh tranh của bạn họ không lười Nhi rất vất vả để Nhi leo lên được vị trí của Nhi ngày hôm nay thì Nhi cũng phải vất vả hơn nữa để tiếp tục giữ nó chứ các bạn tưởng các bạn nghĩ là bạn leo lên xong bạn đạt được thành tựu này rồi là nó ở với bạn mãi mãi không có sau cái giây phút mà bạn làm được rồi là nó tới cái giây phút là maintain tức là duy trì về bình và giữ vững và bền bỉ đây lại là một cái giai đoạn khác mà đa phần cái giai đoạn này cái giai đoạn người ta không thích làm nhiều nhất tại vì người ta nghĩ là mới làm được rồi tưởng đâu là nó phải làm cho mình bớt việc không có bạn phải coi nó là đam mê và niềm vui của bạn, ghê okay. và bạn phải có cái thứ ám ảnh để cho bạn sợ bạn không có muốn quay về lại cái nghèo đó để bạn ở trên này ám ảnh của Nhi đó là Nhi không thể nghĩ được là Nhi không được gặp con Nhi rồi Nhi không có tiền nuôi con Nhi cho nên mỗi lần mà mệt với bùng bực với lại này nọ rồi xong rồi giờ nuôi thêm một bài ở Việt Nam nữa là mình bật dạy khỏi giường liền à mình kêu ngày mai mày nghèo là nguyên một bài ăn bám mày rồi tụi nó sống làm sao <laughs> nè tôi thấy mặt bà rồi đó nghe bà kêu dễ nghe không rồi tôi ngồi tôi đợi email của bà gửi vô cho tôi cái list đó nghe nghe không ừ đó mấy bà mở miệng dễ dễ nè ngay giờ mà ai vô mình nhắn nghe dễ lắm cái này dễ lắm hình như là do như không nói với các bạn là dễ cho nên các bạn không thích không thích học với nhi làm sao quá nhi toàn là làm cho mọi thứ. khó lắm à. chắc lần sau tôi phát đi ra tôi nói là dễ lắm làm đây dễ lắm để cho mọi người chịu học không em không thuộc vào nhóm kinh doanh thì học để hiểu bản thân mình để sống thôi ai biểu mày không thuộc nhóm kinh doanh mà đi kinh doanh gì mà cho, cho, cho mình chết mẹ mày mày điên à có những người họ hướng nội họ không có làm thích hợp để làm kinh doanh đâu tao không hiểu câu hỏi của mày con người phù hợp hay là con người quan trọng hay là phù hợp quan trọng là làm sao <laughs> hey.

chị đang tạo ra một nguyên một cái kênh về cung cung uh, hoàng đạo với thần số học với lại uh, bất tự đồ vân 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 rồi đi qua bên kia co đi em đăng liên tục giờ đó đừng hỏi mấy câu này trên kênh như lê nữa như lê cho ai, ai làm cái khúc đó rồi như lê không cần làm nữa nghe còn 15 phút nữa coi coi còn gì hỏi nên lo, lo lo tranh thủ hỏi đi không có đi như kiếm cái thứ rồi như còn gì vậy không có cái để dạy không có thứ để dạy thì ngay cũng đi ăn đó bụng ban đầu hơi đau bụng rồi đó hơi hơi đau bụng rồi đó nhưng mà hơi nhà hết đồ ăn rồi đó không biết là ăn cái gì ăn gì đây ta chẳng lẽ giờ tự đi chợ nấu ăn trời nắng quá không muốn đi đi sợ đen da đâu đang nhìn coi là đồ ăn có cái gì để mua hôm nay chị ăn chay chị không được ăn uống bò có cơm nhưng mà không có đồ ăn chay ở nhà đủ cho nên là chắc phải đi mua cái gì nấu bún xì dầu ừ xì dầu bữa nay bác sĩ không cho chị ăn nữa bác sĩ nói chị phải mua xì dầu gluten free chị mua xì dầu gluten free rồi không được mua không được ăn ấy xì dầu bình thường nữa nó không tốt cho bụng của chị trời ơi em tự hỏi không chat gpt luôn đi cách làm sao để tao đặt câu hỏi cho mày để mày hiểu tao có nó trả lời cho nghe. có cái câu như vậy mà cũng đi hỏi như lê nó rồi chó hết muốn nuôi mọi người có, có có, tin được là như live tới 100, 161 cái like rồi kinh vải được chị có ha chị hãy ăn món đó tàu hủ chiên với quấn với bánh tráng á chấm á trời giờ nói món đó làm chảy nước miếng chắc là đi mua tại chị đang né nắng chị đang né nắng tại da đang da đang dưỡng cái cái chất gì của cái chị làm mặt á bà nói là mày không được đi nắng chứ không là mày bị nám cho nên là nó đang lên mụn rồi đó cũng đang đau đớn lắm cho nên là bà đang né né nắng ra chị không biết là nhiều hồi chị kêu rồi nó đi học á tụi nó cứ cái, cái thái độ của chị á chị cũng kiểu như là chị nản á thì luôn giờ chị chỉ muốn livestream cho vui vậy thôi rồi ai đi học học kiểu như bất lực chị ơi em chia sẻ trong lớp của em mà em không có chia sẻ nhỏ em chia sẻ hết luôn chị vô hai cam ghét đi em giúp cho Thiệt luôn chứ là em nói thiệt em phải vô em mới dẫn dắt cái lộ trình cho chị được cái đó em không bỏ lên trên này được tại vì đi vô đó chị nói chuyện trực tiếp với em thì em mới giúp được em phải biết chị làm cái gì nữa ví dụ chị bán đường phàn thì nó sẽ khác là chị bán chuỗi hột rồi nó cũng khác là chị bán dầu ăn nó cũng khác là chị bán bún bán phở nó cũng khác chị mở nhà hàng mỗi cái lĩnh vực khác nhau mỗi cái doanh nghiệp khác nhau nó có cái yêu cầu khác nhau tại cái thời điểm này giờ em không thế nào mà em em không em chỉ có thể chia sẻ chung chung trên này thôi nhưng mà chị muốn chi tiết mà chị thực sự có nhu cầu phát triển doanh nghiệp của chị thì chị phải đi vô em mới giúp được dạ yeah. tư vấn cho nó đi vô học hết em đi uh, chị ơi em em cũng muốn nói luôn cho mấy cái bậc cha mẹ mà không có không có biết gì về kinh doanh nhưng mà con cái mình đam mê á các bạn đừng có để cho con mình tự đổ tiền đổ nợ chí ít là cho nó đi vô để học cái kiến thức với em trước rồi nó đã tự đi ra nó làm cái này em nói thiệt trong tim của em họ có mấy cái chị là con cái rồi chủ tập đoàn này kia kia nọ tại vì có khi cha mẹ nói con không nghe được em với bạn em cũng thống nhất vậy luôn đó là Eva mà nó tới 15 tuổi mà nó bắt đầu đi làm bán thời gian là em tống nó qua bên công ty của mấy anh bạn em để em cho nó đi làm tại vì nó không làm với công ty em được đâu mẹ con mà làm chung với nhau không được nhưng mà ngược lại con của mấy anh chị tống qua công ty em làm thôi và thiệt sự như vậy ở cái giới trên này con nhà giàu quá họ làm vậy hết á họ muốn con họ học nhưng mà họ biết là con của họ mà ở dưới dưới họ là nó không có làm được là họ cho nó đi chéo như vậy á nó làm xong rồi nó về nó làm lại cho công ty ba má nó sau để nó có kinh nghiệm với để cho nó trải đời với nó qua bên kia người ta không biết nó là ai hết chính nó mà giờ vô công ty em ai không biết nó là ai là người khác sẽ chăm nó theo kiểu khác bây giờ nó là công chúa liền à cho nên em không bao giờ cho con em làm công ty em đâu và những cái người mà cha mẹ mà không có kiến thức kinh doanh nhưng mà muốn cho con mình bắt đầu học mấy cái này sớm và bắt đầu coi kênh nhi và cảm thấy là những cái điều như vậy nó đúng với cái giá trị đạo đức của bạn bạn muốn cho con bạn theo đóng tiền cho nó vô học em đi chị em có cái lộ trên đường hoàng mà có khi tụi nó không có tiền đi học thôi chứ tụi nó cũng muốn học thì cho nó vô đêm dạy cho chứ giờ mình không biết kinh doanh mình bày cho con mình sao mình bày nó tào lao mình làm khổ nó nữa giờ con giống như chị không ví dụ chị không biết cộng trừ nhân chia toán lý hóa thì chị cũng trả tiền cho nó đi học thêm thôi thì làm kinh doanh cũng vậy ví dụ như chị không phải là người kinh doanh nhưng chị biết cái người này kinh doanh chị coi video của em nhiều chị thấy em là một người kinh doanh theo cái kiểu chị thích chị muốn đó Nhi đâu dạy được con như võ đó các bạn thấy không mặc dù như cũng đi học võ với nó thì nếu như không dạy được nó có gì như bỏ tiền cho thầy khác dạy thôi nhưng không dạy con như được tiếng hoa tại vì như không có nói tiếng hoa nên như bỏ tiền cho người khác dạy cho con như tiếng hoa thôi là những cái bậc cha mẹ tỉnh táo thì bạn cũng phải phải biết là khi mà bạn không có kiến thức ở một cái gì đó mà người khác có bạn phải sẵn sàng trả tiền để cho người khác dạy cho con bạn Em muốn đi du học mà ba mẹ không cho thì sao chị? Không cho thì ở Việt Nam làm đi em. Cái mà Nhi ước nhiều nhất đó là hồi đó mà Nhi ở cái lứa tuổi của các bạn 17, 16, 17, 18 á mà nhi tìm được một ai online mà giống như nhi như thiệt bạn hồi đóng như đam mê làm như đam mê kinh doanh luôn á như các bạn đúng là có từ mà như gọi là ngựa đo ngựa non hấu đá luôn đó. hồi xưa như không hề biết cái đó là cái tính của mình cần để mà bây giờ mình có thể vận hành được doanh nghiệp đúng không hồi đó là mình trong đầu của mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình đi muốn đi làm công với ai hết, mình đi tới đâu mình đổ bể tới đó tức là mình đi đâu mình thấy người chủ mình cũng đấm vào mặt nó hết tại nó á dốt hơn mình hồi đó mình nó mới 16 17 18 tuổi và đến khi vận hành công ty từ hồi trẻ đến giờ dôm nhớ nhìn lại như mới thấy đó là một món quà một món quà vô giá nhưng mà nó cũng là một cái đau khổ nếu các bạn hỏi như nhớ lại trong quá khứ như làm sai bao nhiêu như mất bao nhiêu tiền như, như hết đếm được rồi được chưa nhưng mà như vẫn mong là lúc đó như có thầy tại vì từ cái giây phút mà như có thầy như nói các bạn chưa tới 6 tháng đợi như lên một cái vèo luôn trả hết nợ rồi công ty bắt đầu thăng tiến lên rồi thay vì hồi xưa được ít nhân viên giờ như có thể vận hành được cả mấy trăm người là chuyện bình thường không với nhi không có thầy nhi dạy cho nhi có kiến thức đúng với kiến thức nền nhưng đâu làm được tự nhiên sẽ quay đó lại với cái kiểu làm ăn cũ của người việt nam mình là ừ, cứ mở công ty ra vậy đó rồi khách tới thì tới không tới thì thôi rồi xong tới lúc đổ bệnh này nọ có đóng cửa tiệm hoặc là dẹp hay là bán hay là đóng cửa công ty mà họ đóng cửa công ty họ đó khoe bạn đâu đúng không các bạn nhìn xung quanh đi ai mà hồi xưa giờ khoe với bạn mở công ty mở shop áo quần mở đồ ăn được họ mà đóng cửa họ đâu khoe bạn họ mở thì họ khoe thôi khai trương thì họ khoe thôi giờ bạn kiếm lại trong đầu của bạn trong ký ức của bạn đi được bao nhiêu người trong cái đóng nó đó, mở ra mà thành công hay là ba bốn tháng 6 tháng là đóng cửa là cũng bởi vì hồi xưa như cũng như như y những người đó đó là như không có đi học đường hoàng Chứ không có hề biết là kỹ năng để mở một công ty một doanh nghiệp thực sự ngoài là cái tính là bạn thích mở doanh nghiệp thì bạn cũng phải chịu để cho thầy bà dạy cho trong mặt của mình mentor nói với mình là làm cái gì không làm được cái gì rồi phân tích nói chung là rất nhiều thứ giờ phải cặn kẽ rồi phải chi tiết rồi phải break ra rồi mình mới hiểu má ngoài học về sổ sách giấy tờ học về cái toán học về luật pháp thì mình còn phải học cách để deal với nhân viên học điêu với khách hàng rồi marketing má cả tỷ thứ đâu ai nói với mình đó đâu cho đến khi bạn có công ty bạn mới hình dung rồi nó quá trời việc bạn phải vận hành nhi vẫn mong hồi như 17 18 tuổi như có thầy giờ như nhìn lại giờ như thấy những cái bạn trẻ mà có thể coi như ở cái độ tuổi 15 16 17 18 các bạn quá sướng so với nhi hồi xưa hồi xưa như kiếm một cái người mà dạy cái này như nhi trên trên bất cứ YouTube nào hồi đó mới bắt đầu có YouTube thôi hồi như 18 tuổi là mới bắt đầu có YouTube tôi là hồi đó như mới bắt đầu coi chị Michelle fan đó như nói với các bạn lúc đó chưa có ai dạy về kinh doanh online á, lúc đó là chỉ mới beauty rồi fashion rồi làm đẹp rồi make up hết rồi nó không có mấy cái kiến thức này giờ youtube nó nhiều hơn nó dạy cho bạn đủ thứ hết nó dạy cho bạn về kinh doanh nó dạy cho bạn về phát triển bản thân nó dạy cho bạn về thiền nó dạy cho bạn về tâm linh nó dạy dạy cho bạn cung hoàng đạo nó dạy cho bạn làm cha làm mẹ nó dạy cho bạn đủ thứ nấu ăn nó dạy cả tỷ thứ hồi xưa nó không có hồi có tuổi rồi nhi không có mấy bạn mà hồi giờ ba mươi mấy tuổi chứng thực cho nhi coi đúng không hồi đó làm gì có 16 sáu bảy tuổi lúc đó làm gì có hồi đó bạn muốn gì bạn đi sư tu viện đọc chết mẹ các bạn đã ra cái lứa rất là khác nhỉ lý do tại sao bạn nên học một lần mà không có được quên quay vô lại phải không em muốn làm gì cũng được hết á ok nhưng mà lời khuyên của chị cho những cái bạn trẻ vẫn như cũ tìm thầy đi em nếu tụi em coi cái podcast Miss Nhi của chị à quên những cái bạn coi kênh chị lâu mà chưa có qua Miss Nhi podcast qua Miss Nhi podcast nhấn subscribe liền tại vì bên đó chị mời doanh nhân thành đạt chị mời những cái người thành công trong cái lĩnh vực của họ rồi chia sẻ không có ai nói là họ thành công mà không có thầy hết á người nào không có thầy hết á chỉ có người Việt Nam mình mới mới uh, <laughs> Ôm bom thôi Tức là tự tao làm tự tao thành công Chứ còn người nước ngoài là họ hiểu rõ Mentor quan trọng như thế nào Nè đó Lứa hồi 20 Hồi mà ai mà cùng tuổi với Nhi á Là đây là mất tiền khôn ra không à Ở những cái lứa Mấy chị gọi là millennial Nếu không millennial là tiếng Việt Mình là gì chị không biết nữa là chín tám mấy tới chín sáu hay sao là chị chín hai đúng không mà chị nghĩ cái lứa của chị lại là cái lứa được trải nghiệm thay đổi nhiều nhất tại vì hồi chị lớn lên là cái lứa của chị là nó bắt đầu có điện thoại nokia điện thoại trắng đen là chơi con rắn săn mồi sau cái điện thoại đó xong mấy năm là nó lên cái điện nokia mà nắp trượt trắng đỏ đó đó sau cái điện thoại đó thôi có 1 năm hai năm là nó ra iphone rồi tức là cái thời điểm tụi chị hồi trẻ là công nghệ thông tin nó lên kinh vãi chu hồi đó cái lứa của tao hỉ nhạc mày mà trong đám bạn mà mày mà xài iphone là mày là đại gia mà đại gia má con nhà giàu kinh khủng khiếp đó không phải giờ mẹ hai tay hai cái iPhone là chuyện bình thường. Hồi xưa có một cái iPhone là thứ dữ. Thứ dữ. Rồi à, xong rồi à, lên một chút tuổi của chị trưởng thành lên chút 17 18 bắt đầu có máy tính, bắt đầu có internet, đi ra tiệm net chơi game. Rồi từ chơi game xong một chút tụi chị là có cái gì nữa, tụi chị à, bắt đầu có YouTube rồi có Google để cho tụi chị search để giờ tụi chị tụi chị bắt đầu học hồi đó Google cũng chưa có nhiều thông tin đâu Google hồi xưa nó cũng basic lắm nó không phải như giờ em thả cái đắt gì vô nó cũng có hết hồi đó nó còn chưa có báo mạng rồi nữa ờ, uh... Google hồi đó là thông tin cơ bản là mua cái này mua cái kia là mua vé máy bay rồi mua đồ uh, shop tiện đã tiệm điện thoại đồ vân 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 vậy thôi chứ nó chưa có như bây giờ là tiệm làm tóc nè rồi được ăn rồi đi ăn chỗ nào rồi recommendation hồi xưa không có mấy cái đó luôn rồi gì nữa rồi đứng nói đến chuyện học tiếng Anh luôn hồi đó có Google dịch đó nhưng mà cũng cũng ít có ai xài tại vì cái bọn tay nó cũng có gì Việt Nam nhiều cho mày có cơ hội được nói chuyện bằng tiếng Anh đâu cái lứa của tụi chị nó khác tụi em đó, đó là cái thời kỳ trẻ của chị khi chị hai mươi mấy tuổi chị bắt đầu qua sinh chị mới thấy má đúng là mình giống mình sống một cái cõi khác ừ. qua đây dân người ta ở một cái tầng cao lắm hồi qua cảm thấy mình lạc hậu vô cùng cho nên tụi em đang ở cái thời kỳ mà những cái bạn mà bây giờ ví dụ như con của chị đi nữa giờ nó còn biết có chat gpt nữa là thôi luôn mà nó không biết cách gõ nói chuyện nữa tao nói mày là nó thiên tài luôn Dạ, yeah. hồi 7 tuổi trời ơi giờ mấy bạn ở cái tuổi này mấy bạn có quá nhiều thứ để học luôn đừng có để thua Eva nghe không như nó các bạn nghe trường Eva nó dạy kinh lắm nó dạy ai ai quá trời luôn con nhí lên trường giờ là tại vì Eva nó đang học một cái lớp trong trường trong trường Minh Sinh nó còn dạy cho bạn về kỹ sư nữa tức là làm sao để bạn làm nối mặt máy tính rồi làm sao để lắp ráp mấy cái này nó chung là trường bên này người ta dạy cho con bạn tới tức là nó cho phân tích cho con bạn biết là để ra được một cái máy tính nó cần gì ờ, như thế thì làm mẹ là một người Việt Nam ở nước ngoài thì hồi thấy mình dốt thua con mình mà như không có thấy xấu hổ gì chỉ kể cho các bạn thôi <laughs> là để các bạn hình dung ra cái chuyện con của bạn về nhà mà nó nói với bạn là mẹ mấy cái điện thoại xài vậy nè cái máy tính xài vậy nè mình nhìn nó 7 tuổi cái mình nhớ lại hồi đó 7 tuổi mình làm được cái gì á cái cảm thấy khác hoàn toàn cái khoảng cách với cái thế hệ mà cái chuyện là con bạn cái khả năng của nó học được nhiều và dùng được nhiều á bạn phải kiếm thứ để dạy cho nó Nào bạn mà không giỏi bạn không dạy được cho nó luôn theo phương diện là một người mẹ như thế đó là cái vấn đề lớn nhất còn như vậy nên là giờ như học ai như vậy cho eva đồ này nọ nhưng mà mình cảm thấy về nó dạy lại mình đủ thứ thôi được rồi rồi, như thường lệ các bạn đừng có quên là nhấn like, share và subscribe trên tất cả các platform của Nhi. Những các bạn muốn học thì nhấn cái đường link ở dưới cái khung mô tả. Những các bạn mà không muốn học tiếp tục coi video của Nhi thì tiếp tục coi. Và như quay trở lại với bạn trong những cái video kế tiếp của Nhi đừng có quên là subscribe hết tất cả các kênh khác của nhi đừng có quên là share tất cả các video của nhi trên tất cả các mạng nền tảng xã hội và nhi gặp lại các bạn trong những cái live kế tiếp của nhi bye bye mọi người